cô gái bỏ thuốc vào ly cà phê của CEO để qua đêm với anh. Chỉ vì cô đã yêu thầm anh quá lâu, nhưng vẫn không có được trái tim anh. Cuối cùng, vào lúc anh đề nghị ly hôn, cô đã quyết định hạ thuốc ngủ, muốn có một đứa con của cô và anh. Chồng ơi, em có thể ly hôn. Em không cần nhà cũng không cần xe. Em chỉ cần con. Con cái. Tôi và cô, tuyệt đối không thể. Cô dám chơi tôi hả? Cứ thế kế hoạch của cô đã thành công. Cô còn để lại cho anh một tấm thiệp chia buồn. Anh giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh thẳng thừng nói sẽ khiến cô phải trả giá vì đã chống lại mình. 10 tháng sau, cô đã hạ sinh 3 đứa con. Thấy TV đưa tin CEO đã treo thưởng 3,5 tỷ cho ai bắt được mình. Cô quyết định sẽ đưa đứa con lớn cho anh và dẫn hai đứa còn lại bỏ đi thật xa. Vì cái tính toán chi li của bố tụi con như vậy. Nếu bị anh ta phát hiện, chắc chắn sẽ ném mẹ xuống biển làm mồi cho cá. Nhưng bây giờ mẹ đã có 3 đứa. Không thể trốn chui trốn lủi cả đời. Hay là mẹ đưa con cả cho anh ta. Cậu chủ, đây là giấy xét nghiệm cha con, chứng minh đứa bé chính là con của anh và Lạc Thi Hàm. Lạc Thi Hàm đã cho người đưa cậu chủ nhỏ đến. Lạc Thi Hàm đâu? Một kẻ chỉ biết sinh, không biết nuôi, thì có tư cách gì mượn giống của tôi chứ? Người ta nói, mợ chủ, cô ấy bị khó sinh, nên đã chết ở bệnh viện rồi. Cô ta chết rồi á? Đây là di ảnh của cô ấy. Lấy hình đấy, rồi nói cho tôi biết, cô ta được chôn chỗ nào? Số 674, đường quốc lộ Kỳ Sơn. Chiến Hàn Tước. Tôi đã chết tâm rồi. Cứ thế cô đã gửi đứa con lớn về cho anh. Còn tự tạo cái hết cho mình. Để anh tin cô đã qua đời. 5 năm trôi qua, cô trở về nước với nỗi nhớ đứa con cả. Muốn xem con mình đã lớn thế nào rồi. Không ngờ lại đụng phải anh CEO đã nhiều năm không gặp. Chiến Hàn Tước. Tiêu rồi. Hôm nay là đến ngày chết của mình sao? Anh ta cười với mình hả? Cái tảng đá lạnh đó mà cũng biết cười sao? Chiến Hàn Tước. Sao hôm nay đột nhiên về nước vậy? Sao thế? Anh không mừng em về sao? Sao thế được? Cha Nam, hóa ra mới đó mà đã có niềm vui mới. Đi. Mẹ nói mấy đứa nè, chừng sau mà thấy gã nào mặc vest đeo cà vạt ăn diện nhìn giống con chó, nhất định phải né xa ra. Sao vậy ạ? Vì họ có thể là kẻ xấu bắt cóc con nít đấy. Mẹ ơi, chú ấy đẹp trai quá. Sao có thể là người xấu được ạ? Nào, không thể nhìn mặt bắt hình dong. Nói trước bước không qua đó con. Tránh ra. Tôi đi ngay đây. Mẹ ơi, người ban nãy trông giống hệt con. Con nhìn nhầm đấy. Anh à, anh có thấy người phụ nữ khi nãy trông khá giống chị dâu Lạc Thi Hàm không? Em nói sao? Ôi thôi, anh đừng nhìn nữa. Em vừa thấy họ đã bắt xe đi rồi. Anh có quay lại cũng không đuổi kịp đâu. Không thể nào. Lạc Thi Hàm đã chết từ lâu rồi. Hầy, bây giờ kỹ thuật Photoshop đã đến cái tầm rồi. Chỉ dựa vào di ảnh cũng đâu thể chứng minh được chị ấy đã chết chưa. Năm đó anh đã cho người đi khắp nơi tìm cô ta. Nếu cô ta chưa chết, thì người của anh không thể không tìm ra. Hệ thống giám sát của nhà họ Chiến thật ra rất lợi hại. Nhưng biết đâu chị dâu lại là con cá lọt khỏi lưới. Em đề cao cái cô ả bị nhà họ Lạc bỏ rơi quá đấy. Bỏ rơi thì có sao? Năm ấy chị dâu có thể tính kế được anh, thì chứng tỏ cũng rất lợi hại chứ bộ. Nếu em không biết nói chuyện, thì im đi. Quay xe. Ấy, không phải anh đón em về sao? Giờ đi đâu vậy? Đường cao tốc Kỳ Sơn. Đường cao tốc Kỳ Sơn. Số 674. Anh đưa em tới đây làm gì? Đưa em đến xem mộ của Lạc Thi Hàm. 674. Anh đi chết đi. Hầy. Chị dâu đúng là xui xẻo. Đã vậy còn chôn ở đây. Ủa.
Anh ơi, đây không phải là nơi chị Tranh Linh gặp tai nạn xe sao? Đáng đời, Lạc Thi Hàm đến lúc chết rồi, cũng đụng phải Nghiêm Tranh Linh. Anh, sao mà tình cờ quá vậy? Anh có phát hiện ra chị dâu và chị Tranh Linh có nét nào đó giống nhau không? Càng ngày càng nhiều đấy. Tranh Linh là cô gái có chất thơ và rất thông minh. Còn cô ta là đứa con gái bị nhà họ Lạc bỏ rơi. Sao có thể lấy ra so với Tranh Linh được? Ngày trước anh cưới chị dâu cũng là vì trông chị ấy giống chị Tranh Linh quá mà. Cũng chỉ vậy thôi. Vậy nên kết hôn một năm anh chưa từng động vào cô ta. Kìa anh, thế chị dâu em chôn ở đâu? Ở đây cũng không giống có mộ. Nghĩ cách chuyển mẹ của Lạc Thi Hàm đến trung tâm trị liệu Hoàn Á. Anh, chẳng lẽ anh nghi ngờ? Không thể đâu, ban nãy em đùa thôi. Chị dâu đã mất từ 5 năm trước rồi. Thi Hàm, mẹ con về rồi. Lần này về con sẽ chữa bệnh cho mẹ và dành bé cả về. Thi Hàm, con không được bỏ rơi bé cả nhé. Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc thằng bé đâu. Con đã xin làm giúp việc nhà họ Chiến rồi. Mai con sẽ đi làm. Mẹ con đi trước nhé. Có cơ hội con sẽ quay về thăm mẹ. Chiến Hàn Tước rất đề phòng. Để được gặp con, mình buộc phải giả làm người hầu mới vào được nhà họ Chiến. Để gặp được con của mình, cô quyết định xin làm giúp việc. Sau khi cải trang, cô vào được nhà họ Chiến. Lúc này cậu con cả trong đang tuyệt thực. Cậu chủ nhỏ, Chiến ra ngoài rồi. Cậu ăn chút gì đi. Không thích tôi muốn mẹ cơ. Cậu chủ sao thế, sao lại không ăn cơm? Từ bé cậu chủ đã chán ăn. Cậu ấy chỉ ăn đồ Chiến gia đích thân nấu. Hay là để tôi thử. Người mới như cô á. Tôi làm ở nhà họ Chiến 5 năm nay rồi mà cậu chủ chưa ăn một miếng đồ tôi nấu. Huống hồ là cô. Hừ, Túc Túc con đợi nhé, mẹ đi nấu cơm cho con đây. Cậu chủ, cậu ăn một chút đi. Cậu chủ, người hầu mới như cô tỏ vẻ săn sóc vậy làm gì? Tôi nói rồi, cậu chủ chỉ ăn đồ Chiến gia nấu thôi. Cậu ấy không ăn đồ người hầu nấu. Cậu chủ có ăn không không phải cô nói là được. Cậu chủ tự quyết. Không ăn đâu. Chồng ơi. Chồng. Chồng uống rượu hại lắm, anh uống canh giải rượu đi. Lạc Thi Hàm, là em thật này. Chồng ơi. Lạc Thi Hàm, em có biết mấy năm nay anh tìm em vất vả lắm không? Sao lại là cô ấy được? Lạc Thi Hàm đã chết từ lâu rồi. Chiến Túc cả chiều nay con chưa ăn gì. Ăn gì đi, con không ăn, con muốn mẹ cơ, con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ, con không có mẹ, tại sao ạ? Tất cả các bạn ở nhà trẻ đều có mẹ, tại sao con lại không có? Mẹ ở ngay cạnh con mà, bởi vì mẹ con hư. Cô ta bỏ rơi con rồi, Chiến Hàn Tước anh nói vớ vẩn. Cậu chủ, cậu ăn bát cháo này xong tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mẹ. Cô liều đấy nhỉ, dám nói lung tung trước mặt con tôi. Cậu chủ, có những người thích xun xe nịnh hót. Loại người hầu có mưu đồ như cô, nhà họ Chiến đã đuổi không biết bao nhiêu người. Cậu chủ, ngoan ăn một thìa nhé. Một thìa thôi được không? Chúng tôi đã bảo rồi mà cậu chủ không ăn đồ người khác nấu. Còn không ạ? Sao lại vậy được? Cậu chủ ra ngoài một lát ạ. Cậu chủ, bên bệnh viện Hoàn Á báo tin, CCTV, quay được có người tới thăm phòng bệnh của mẹ mợ chủ ạ. Tôi biết rồi. Chiến gia, tự nhiên tôi đau bụng quá, tôi đi vệ sinh ạ. Đứng lại. Rốt cuộc cô là ai?
Tôi chỉ là một người hầu bình thường thôi. Một người hầu bình thường ư? Một người hầu bình thường như cô dám vào nhà họ Chiến? Một người hầu bình thường như cô nấu đồ mà Chiến Túc lại ăn? Tôi muốn xem bộ mặt thật dưới lớp khẩu trang của cô. Năm đó, cô có thể trốn được sự theo dõi và truy bắt của nhà họ Chiến. Tôi luôn nghi ngờ. Có phải cô cũng biết thuật dịch dung không? Chiến gia, anh đang nói gì thế? Tôi thật sự một nữ hầu bình thường mà thôi. Người đâu? Dẫn cô ta đi tẩy trang. Ôi ôi ôi. Cậu chủ, mặt cô ta hình như không có trang điểm. Chiến gia, anh xem đi, tôi chỉ là một nữ hầu bình thường mà thôi. Phấn chống nước phải không? Lấy nước tẩy trang đặc biệt phấn chống nước tới đây. Vâng. Ôi, mấy người làm gì đó? Á. Dừng tay. Lạc Thi Hàm, đúng. Tôi chính là Lạc Thi Hàm. Anh có bản lĩnh thì cắn tôi đi. Cắn cô. Tôi chê bẩn. Lạc Thi Hàm, món nợ 5 năm trước tính sao đây? Tôi trả thù lao cho anh. Thế này đi. Tôi cho cô thù lao gấp 10 lần. Tìm một người đàn ông để cưỡng bức cô. Để cô chịu đựng thử. Sự khổ sở mà tôi phải chịu đựng năm đó. Thế nào hả, anh muốn làm gì? Tôi muốn cô chịu đựng gấp bội. Sự sỉ nhục năm đó. Chiến Hàn Tước, tôi là của Chiến Túc. Im miệng. Nếu cô còn dám nói thêm một chữ. Dì nói sẽ đưa con đi tìm mẹ. Là thật sao ạ? Quan Hiểu, đưa cậu chủ về phòng. Vâng thưa anh. Cô có tư cách gì mà nói cô là mẹ của Túc Túc trước mặt tôi? 5 năm trước. Tôi không dám để lại nó một mình. Cô chính là đồ nhát gan ham sống sợ chết. Cho nên tôi quay về tìm nó đây. Điện thoại tôi kêu, cô hoảng cái gì? Đây rõ ràng là bài hát mình tự sáng tác, liên quan gì tới anh ta, ăn trộm nhạc chuông của tôi. Cái tên trộm này, rốt cuộc là ai trộm của ai chứ? Nghe điện thoại đi, Hàn bảo. Tình nhân nhỏ. Cứu mẹ. Tôi phải xem. Tình nhân nhỏ của cô có thể cứu cô thoát khỏi tay tôi không? Chiến Hàn Tước, nếu anh giết tôi, Túc Túc sẽ hận anh cả đời. Cô có tư cách gì mà đòi làm mẹ của Túc Túc? 5 năm qua, cô đã làm được gì cho thằng bé? Trên thế giới này, có người mẹ nào nỡ vứt bỏ con mình chứ? Nếu không phải có nguyên nhân bất đắc dĩ, tôi đã sớm về thăm thằng bé rồi. Nói hoành tráng như vậy, cô chẳng qua chỉ là một kẻ ham sống sợ chết thôi. Sao anh không nói, là anh quá độc đoán, không thèm nói lý chứ? Cậu chủ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, biết rồi. Tốt nhất cô ngoan ngoãn một chút. Tôi phải rời đi một lúc, tốt nhất cô nên cầu nguyện tình nhân nhỏ của cô tới cứu cô đi. Nếu không đợi tôi quay lại, các người sẽ cùng xuống địa ngục. Ở cuộc có hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Tình nhân nhỏ của cô mà tới, chắc chắn sẽ có cảnh báo. Tôi sẽ đợi hắn tự chui vào lưới. Định vị điện thoại của mẹ chính là ở đây. Mẹ ơi, chờ con tới cứu mẹ nhé. Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại về rồi? Tôi tới tìm. Tìm, cậu chủ nhỏ, cậu muốn tìm bố sao? Cậu ấy vừa ra ngoài rồi. Chị cứ làm việc đi, không cần quản tôi. Cái là thiết kế cho mình sao? Dễ vậy đã mở được rồi. Mẹ ơi! Xem ra, hệ thống nhận dạng khuôn mặt của Chiến Hàn Tước, ở trước mặt Hàn Bảo nhà ta, chỉ là vật trang trí. Ai? Mẹ ơi, là tên xấu xa nào bắt nạt mẹ vậy?
Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta đi trước rồi nói sau. Nếu Chiến Hàn Tước phát hiện ra Hàn Bảo, nhất định sẽ giành quyền nuôi Hàn Bảo. Hàn Bảo, chúng ta phải nghĩ cách phá hỏng camera ở đây, không thể để kẻ xấu phát hiện ra con. Đơn giản, giao cho con đi. Đi thôi. Không xong rồi, mợ chủ biến mất rồi. Không xong rồi cậu chủ, mợ chủ đã chạy rồi. Mợ chủ nào? Là cô Lạc Thi Hàm. Về nhà. Cậu chủ, cửa không hề bị phá. Xem ra người cứu Lạc Thi Hàm có thể mở cửa vào trong. Ở đây không có mật mã, gần như không thể phá khóa. Hệ thống nhận diện cũng chỉ quay được mặt của tôi và Chiến Túc. Vậy camera, thẻ nhớ của camera bị người khác cố ý phá hỏng rồi. Vậy mà lại là một cao thủ. Cái gì? Cô nói cậu chủ nhỏ từng tới đây. Quả nhiên, Chiến Túc cũng khá thích ăn cháo mà cô ấy nấu. Xem ra là tôi xem thường Lạc Thi Hàm rồi. Trong một thời gian ngắn như vậy mà đã mua chuộc được con trai tôi. Cậu chủ, thay vì để họ lén lút liên lạc, không bằng để cô Lạc quang minh chính đại tới đây làm bảo mẫu. Anh nghiêm túc sao? Cô Lạc chỉ là kẻ bị nhà họ Lạc bỏ rơi, có lẽ rất nhanh sẽ bị cậu chủ nhỏ chán ghét. Chắc chắn nó sẽ ghét cô ta, mà cô Lạc cũng sẽ bị cậu chủ nhỏ giày vò chết đi sống lại, sau đó sẽ phủi mông rời đi. Cứ làm theo lời anh nói. Được. Ký đi. Không ký. Cô xem hai mục cuối rồi quyết định. Chiến Hàn Tước, anh thực sự đồng ý cho tôi tới gặp con trai sao? Xin chú ý cách dùng từ của cô, đó là con tôi. Tôi có thể đưa cô đi gặp nó, nhưng cô phải đồng ý một điều kiện. Điều kiện gì? Không có sự cho phép của tôi thì không được nhận lại nó. Tôi là mẹ thằng bé, dựa vào đâu không cho tôi nhận lại nó? Dựa vào việc tôi không chấp nhận cô là mẹ thằng bé. Cho nên rốt cuộc cô ký không? Nếu cô không ký, thì mãi mãi đừng mong gặp nó. Được. Tôi đồng ý với anh. Cô có thể cút rồi. Lạc Thi Hàm tự lo cho mình đi. Túc Túc. Gì là gì Tiểu Lạc tới để chăm sóc con. Con xem có thích không? Không thích. Dựa vào đống võ mèo cào của cô còn muốn dỗ Chiến Túc. Túc Túc có muốn thì với gì không? Xem ai ghép nhanh hơn. Không tự lượng sức. Cô Lạc, Chiến Túc giao cho cô đấy. Chiến gia yên tâm, tôi sẽ chơi vui vẻ với Chiến Túc. Trời ơi, làm sao đây, tôi cũng cố ý làm vỡ. Tôi có cách. Cô nói, đổ tội cho. Cô Lạc, cô dọn sàn bếp giúp tôi với. À được. Đừng nhặt. Cái đồ sao chổi, cút đi. Túc Túc, cháu sao vậy? Không phải chỉ là một cái bát thôi sao? Đây là bát mẹ tôi từng dùng. Xin lỗi, dì không cố ý đâu. Nếu không phải 5 năm trước mình nhẫn tâm bỏ rơi nó, Túc Túc sẽ không đau lòng như vậy. Đừng ghép nữa, thứ rác rưởi đó tôi đã muốn vứt từ lâu rồi. Anh cố ý sao? Anh muốn Túc Túc hận tôi,
Lát nữa khi cô rời đi, nhớ đem cả đống rác này đi nữa. Tại sao anh không cho tôi nhận lại Túc Túc? Anh hận tôi có thể hiểu. Vậy Chiến Túc thì sao? Anh có từng nghĩ tới cảm xúc của nó không? Vậy cô thì sao? Năm đó khi cô bỏ rơi nó, cô có nghĩ tới cảm xúc của nó không? Nếu tôi mà biết việc đó sẽ khiến nó tổn thương như vậy, thì dù tôi đưa nó đi ăn xin cũng không bỏ lại nó. Cút! Không xong rồi mẹ ơi! Đồng Đồng bị sốt rồi! Cái gì? Mẹ sẽ về ngay! Lạc Thi Đồng này mới ở cùng Chiến Túc một ngày đã tới trễ, đúng là không xứng làm mẹ của nó. Lát nữa bố có một cuộc họp, để dì Bạch đưa con đi tới trường, được không? Chiến Túc, đến trường mẫu giáo phải ngoan nhé, không được gây gỗ cãi nhau với bạn biết chưa? Cái thằng này, biết lễ phép không? Cô đang nói với cháu đó. Chiến Túc, sau này cô là mẹ của cháu, cháu phải biết điều, rõ chưa? Cô không phải mẹ cháu, cháu muốn về nhà. Điên hả? Bố cháu bắt cháu đi mẫu giáo, không được đi đâu hết, cháu không đi học. Không đi cũng phải đi. Mẹ, nhìn kìa, đó là đứa có vấn đề của lớp con đó. Mẹ, nó lườm con kìa. Cái thằng này, lườm gì mà lườm, mẹ cháu không dạy cháu phép tắc à? Không được nói xấu mẹ cháu. Cô cứ nói đấy thì sao? Cả cái trường này ai mà không biết, cháu là đứa không có mẹ. Chiến Túc, nếu cháu xin cô có thể làm mẹ cháu. Cháu không cần, cô không phải mẹ cháu. Cháu, cô là mẹ nó à? Cô dạy con kiểu gì đấy? Chiến Túc về với cô, đừng tự làm xấu mặt mình. Ai nói thằng bé là đứa không có mẹ? Túc Túc, con sao thế? Sao lại bị thương thế? Ai bắt nạt con nói với dì đi. Cô là bảo mẫu của nhà họ Chiến à? Đúng, Chiến Túc bị thương là sao? Cô thái độ gì đó? Bảo mẫu thôi mà dám nói chuyện với tôi thế à? Chiến ra để cậu chủ nhỏ cho cô. Thái độ này của cô Bạch là sao? Chiến Túc cãi nhau với đứa khác, nên mới thành ra thế này. Con nít con nôi, lời qua tiếng lại, chẳng phải chuyện thường sao? Ai dám dạy dỗ Túc Túc nhà tôi? Túc Túc, ai bắt nạt con? Để dì đòi lại công bằng cho con? Là nó. Xùi, cái thằng không có mẹ. Cô chỉ là bảo mẫu thì làm được gì? Cô xem ở chỗ này, ai mà chẳng phải là bà chủ nhà giàu có? Một bảo mẫu như cô, không có chỗ xía vào. Cô dám đánh tôi hả? Tôi đánh đấy thì sao? Tôi khuyên chị giờ hãy xin lỗi thằng bé đi. Nếu không, đừng trách tôi nặng tay. Cô chỉ là một bảo mẫu còn con. Bảo mẫu thì sao? Chị dám bắt nạt Túc Túc nhà tôi. Bị tát đến răng môi lẫn lộn cũng đáng. Cô tiêu rồi, xong rồi. Các người tiêu đời rồi. Cô biết tôi là ai không hả? Đồ bảo mẫu cô tiêu đời rồi, thằng nhỏ không có mẹ cũng tiêu luôn. Cái trường mẫu giáo này thuộc sở hữu của Hoàn Á. Nói thật với các cô biết, chồng tôi chính là giám đốc dự án của tập đoàn Hoàn Á. Chọc tôi điên thì đừng có ở trường mẫu giáo này nữa. Vẫn dám đánh tôi hả? Nếu còn nói nữa, thì không còn là đánh, mà tôi sẽ cho chị phế luôn. Ngon ngon, cô ngon đấy. Mong là chừng sau, cô vẫn điên được như vậy tiếp. Bây giờ tôi đi gọi một điện, cho sa thải cô luôn. Sa thải thẳng cẳng. Được thôi, vậy tôi cũng đi gọi một cuộc. Chồng, anh mau dùng mấy mối quan hệ của anh ở Hoàn Á. Đuổi người này khỏi trường mẫu giáo cho em. Cái đồ dỗi hơi, rốt cuộc cô đã động đến ai hả? Chồng, anh nói gì vậy? Em chỉ muốn đuổi thằng bé không có mẹ ra khỏi trường thôi. Mình cô muốn chết thì đừng lôi tôi theo. Giờ tôi đã bị tập đoàn Hoàn Á sa thải rồi. Không tuyển lại nữa. Sao lại thế này? Bị Hoàn Á sa thải là có ý gì? Bị tập đoàn Hoàn Á sa thải thì tôi có đi tìm việc ai mà dám tuyển nữa hả? Cô là cái đồ phá nhà phá cửa. Sao có thể, cô ta chỉ là một bảo mẫu còn con thôi mà. Xin lỗi đi. Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi không dám nữa, cút. Vâng. Túc Túc, để dì dẫn con vào lớp nhé. Vậy dì dẫn con đến công viên giải trí được không? Đi. Không được, cô không thể đưa Chiến Túc đi, thằng bé phải đi học. Cô là ai? Khi Túc Túc bị người khác bắt nạt, thì cô đâu? Thứ bảo mẫu còn con, đến tôi còn không biết. Tôi là Bạch Nam Ninh, vợ chưa cưới của cậu Chiến. Không lâu nữa,
tôi sẽ là mẹ kế của Chiến Túc. Nếu muốn làm mẹ kế của Chiến Túc, thì phải biết làm con vui. Cô chẳng qua chỉ là bảo mẫu của nhà họ Chiến thôi. Có tư cách gì mà lên mặt chỉ việc cho tôi? Tôi chỉ tốt bụng nhắc thế thôi. Không có được sự công nhận của con, thì Chiến gia cũng sẽ không cưới cô. Có vẻ cô hiểu cậu Chiến quá nhỉ? Có khi nào cô cũng thích cậu Chiến không đấy? Cô yên tâm, tôi có gả gà gả vịt, cũng không gả cho anh ta đâu. Cậu Chiến để tôi đưa Chiến Túc đi học, chỉ có thể ở trường thôi. Cô Bạch hôm nay có tôi. Ai cũng đừng hòng ép của cậu chủ nhỏ, làm việc mình không thích làm. Hàn Tước, cái ả bảo mẫu anh kêu đến, đúng là con ả chanh chua. Hôm nay cô ta cãi lộn với phụ huynh học sinh khác, ảnh hưởng rất xấu. Em khuyên cô ta còn mắng ngược lại em. Thậm chí còn ép Chiến Túc đi công viên chơi rồi. Túc Túc lên đi tắm đi. Chúc cô may mắn. Lạc Thi Hàm, bắt đầu từ mai cô không cần đến nữa. Tại sao? Cãi nhau với phụ huynh học sinh, dẫn con cúp học, cô còn mặt mũi để hỏi nữa hả? Tôi và phụ huynh khác tranh cãi là bởi vì tôi không cần biết lý do. Những gì cô làm đều đã lộ rõ mưu mô của cô. Không hề thành thực. Túc Túc bị thương mà, còn bị người khác mắng không được dạy dỗ. Anh có biết như vậy sẽ tổn thương thằng bé cỡ nào không? Còn cúp học thì sao? Cô giải thích thế nào? Túc Túc rất miễn cưỡng đến cái trường đó. Học sinh và phụ huynh ở đó đều không có thiện chí với thằng bé. Cô không có tư cách chỉ mặt tôi phải làm gì. Một người chỉ biết trốn chạy như cô, hoàn toàn không có tư cách dạy dỗ Chiến Túc. Nhưng hoàn cảnh đó thì chỉ có thể. Nếu cô thật sự biết tầm quan trọng của hoàn cảnh, thì cô đã không làm tấm gương tốt cho con. Sao tôi lại không làm gương cho con chứ hả? Nếu bắt đầu từ mai cô vẫn còn tới trễ, thì cô không cần đến nữa. Yên tâm, mai tôi nhất định sẽ không đến trễ nữa. Mẹ ơi, tối nay mẹ về trễ quá. Công việc mới rất mệt hả mẹ? Nếu con và Đồng Đồng không mặc quần áo mới, không học các lớp năng khiếu, mẹ có thể đổi sang công việc nhẹ nhàng hơn không? Mẹ không mệt, công việc này không dễ gì có được. Nhưng mẹ lý do để tiếp tục kiên trì. Các con cổ vũ cho mẹ được không? Vâng. Mẹ ơi, mẹ sắp đi làm đúng không? Con và Đồng Đồng đã dành đường đi học rồi. Tụi con có thể tự đi. Nhưng mà, mẹ yên tâm. Con đã bật định vị rồi. Mẹ có thể coi trên điện thoại. Bất cứ lúc nào cũng biết vị trí của tụi con thôi. Được vậy, tụi con đi đường nhất định phải chú ý an toàn. Đến trường xong phải báo cho mẹ an tâm đấy nhé. Vâng, mẹ ạ. Đồng Đồng, em đeo đồng hồ đi học mẫu giáo nhé. Anh làm gì vậy? Giờ anh sẽ đến biệt thự Hải Thiên tìm sếp của mẹ. Nói với chú ấy đừng giao nhiều việc như vậy cho mẹ nữa. Anh cố lên nhé. Rõ là mẹ đi sớm hơn mình, sao giờ còn chưa tới? Đứng lại. Túc Túc, không phải giờ con đang làm bài trên lầu sao? Mình tên là Hàn Bảo, cái chú này có phải nhận nhầm người không? Chiến Túc, bố hỏi con, thôi dẹp đi, cứ nói đại cho qua rồi tính. Dạ, con lên lầu làm bài. Thằng bé này, sao phát âm và quần áo lại khác rồi nhỉ? Chiến gia, tôi đến rồi. Cô Lục, cô lại đến trễ. Trên đường kẹt xe kinh quá, dù gì cũng trễ rồi. Nói đi, phải làm sao? Chiến gia, tôi sai rồi. Nếu xin lỗi là có ích, thì còn cần luật pháp làm gì? Tôi đến trễ 30 phút, anh có thể tăng giờ làm việc của tôi lên. Tôi sẽ không oán trách bất kỳ điều gì đâu. Tăng thêm thời gian làm việc, làm vậy thì hợp ý cô quá. Tôi cũng có thể không lấy lương. Mẹ, vì mẹ mà mình lén đến đây. Cứ nấp trước cái đã, không thể để mẹ thấy mình. Cậu là ai? Hả? Cậu là ai? Sao lại trông giống hệt tớ vậy? Đây là nhà tớ, câu này tớ nên hỏi mới đúng. Tớ là Lạc Tử Hàn, còn cậu, Chiến Túc. Hai chúng ta giống hệt nhau, tình cờ vậy sao? Chắc chắn không phải, hai ta chắc chắn là sinh đôi. Cũng đúng, nhưng mà cậu đến đây làm gì? À, tớ đến tìm mẹ. Nhưng tớ lén đến đấy, cậu đừng mách mẹ tớ nhé. Lạc Thi Hàm là mẹ cậu hả? Phải đấy, cũng là mẹ cậu luôn đó. Tại sao mẹ cần cậu mà không cần tớ? Hay, cũng phải.
mẹ tớ chính là mẹ cậu, bố cậu chắc chắn là bố tớ. Mẹ cần tớ, không cần cậu, vậy thì sao bố cần cậu mà không cần tớ? Phải ha, tại sao lại vậy? Chắc chúng ta chung nỗi khổ rồi, cậu xem, mẹ đang về thăm cậu đấy. May mắn hơn tớ nhiều rồi, tớ lớn thế này còn chưa từng gặp bố nữa nè. Cậu đừng buồn, cậu đến đây tớ dẫn cậu đi gặp bố. Chiến gia, có phải là dù tôi có làm gì, anh cũng đều không vừa ý đúng không? Cô chỉ có cái việc còn con là đưa con đi mà cũng làm không nên. Cô có cái gì đáng để tôi vừa lòng nữa? Anh tuyệt thế chắc, anh để mấy cô gái khác nhau đi đưa đón con. Vấn đề về tác phong của anh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Chiến Túc. Đó đều là họ hàng của Chiến Túc. Rõ ràng là do đầu óc cô đen tối mới nghĩ ra chuyện xấu xa thế. Bạch Nam Ninh thì sao? Cô ta là người thân nào của Chiến Túc? Đời tư của tôi cô không có quyền can thiệp. Tôi thèm vào. Nhưng làm ơn, nếu anh có ý định muốn sinh con thì có thể cho Chiến Túc đủ cảm giác an toàn không? Trong lúc này tạm thời lắng lại đã. Cô nghe ai nói tôi sẽ có con với Bạch Nam Ninh thế? Tự Bạch Nam Ninh nói đấy. Được, tôi sẽ tự nói với Chiến Túc. Cả đời này tôi sẽ không cho thằng bé có thêm anh em gì nữa hết. Vậy cũng chưa chắc. Cũng không nên nói gì quá nhiều. Ai biết ngày nào đó lại lòi ra hai đứa em nữa thì sao? Cô nói thế là có ý gì? Có thể có ý gì nữa? Anh đào hoa như thế, ai mà biết có con riêng bên ngoài hay không? Kìa, họ đấy, tớ sẽ đưa cậu đi gặp bố tụi mình. Bố ơi! Cô ngon thì nói lại lần nữa, tôi không dám. Người như cô, không thể nuôi nổi con cái. Mai không cần đến đi làm nữa. Chiến Túc, bố thật sự ghét mẹ đấy. Nếu bố biết tớ lén thay người, thì bố sẽ càng ghét mẹ đấy. Vậy làm sao đây? Chúng ta nghĩ cách làm bố thích mẹ. Như vậy cả nhà mình có thể đoàn tụ rồi. Làm sao bố mới có thể thích mẹ đây? Anh đi làm nũng với bố, xin bố cho mẹ ở lại. Như vậy họ có thể bồi dưỡng tình cảm rồi. Anh không biết làm nũng. Vậy chúng ta đổi quần áo, anh lên lầu đợi. Em đi làm nũng với bố. Chiến gia, tôi sai rồi. Xin anh đừng đuổi tôi đi. Dì Lạc, con thích dì đưa con đi học mẫu giáo. Dì đừng đi được không? Bố không đồng ý. Nhà họ Chiến không cần bảo mẫu, không có ý thức thời gian. Bố ơi, có lẽ dì ấy đến trễ là do có nỗi khổ á. Ví dụ như dì ấy còn phải đưa đón con dì ấy đi học. Chắc không bị Chiến Túc đoán đúng chứ. Tôi còn có một đứa con gái, nhỏ hơn Chiến Túc một tuổi. Cô đúng là đồ đàn bà lẳng lơ. Năm đó sau khi ly hôn với tôi, thì lập tức sinh con với người đàn ông khác chứ gì. Đúng thì sao, lúc đó anh đã ly hôn với tôi rồi, được chưa? Hai ngày nay con gái tôi bị cảm phát sốt. Vì chăm con bé nên tôi đến trễ. Nếu cô không thể hết lòng chăm sóc Chiến Túc, vậy mời cô cút ngay cho tôi. Bố ơi, dù gì Lạc đến trễ, nhưng dì ấy tốt với con lắm. Dì ấy còn dạy con hát đàn piano, vẽ tranh nữa. Chiến Túc, hôm nay con sao vậy? Con đang tỏ ra đáng yêu. Bố ơi, con biết bố tốt với con nhất. Con muốn gì bố cũng chiều đúng không? Được, bố ơi, bố thật tốt. Chiến gia, anh còn việc gì không? Lạc Thi Hàm, xin hãy ngưng dùng tình mẹ giả tạo cảm hóa Chiến Túc. Cô như vậy chỉ làm nó tệ hơn. Hôm nay Chiến Túc biểu hiện tốt lắm mà. Nó đã học cách làm nũng rồi. Nó như vậy khác gì tâm thần phân liệt. Món nợ này tôi tính sổ với cô sau. Hàn Bảo, Đồng Đồng. Mẹ ơi. Mẹ ơi, hôm nay sếp không làm khó mẹ, nên mẹ tan làm đúng giờ hả? Không có. Chú buôn người đến rồi. Cô bé, không được gọi chú là buôn người. Đồng Đồng, bây giờ chú là sếp của mẹ. Bọn mẹ có việc cần bàn. Con đi chỗ khác chơi nhé. Chú ơi, xin lỗi. Cháu không gọi chú là chú buôn người nữa. Nhưng mà gì? Chú có thể đừng xếp cho mẹ nhiều công việc như vậy được không? Mẹ cháu mệt lắm á. Số công việc chú giao cho mẹ cháu không nhiều. Là mẹ cháu tay chân vụng về. Mẹ nói đúng. Bản tính của nhà tư bản chính là bóc lột sức của người lao động. Đồng Đồng, chú và mẹ có việc quan trọng cần bàn bạc.
con không được quấy rầy mẹ bàn công việc nhé. Lạc Thi Hàm, khi xưa không phải cô thề chỉ yêu mình tôi sao? Chiến gia, những điều đó đều là quá khứ rồi. Sau khi ly hôn với tôi, thì lập tức tái giá, còn sinh con gái với người đàn ông khác. Cô thèm khát đàn ông vậy sao? Đúng thật là buồn nôn. Sau này đừng để Chiến Túc nhìn thấy cô. Chiến gia, Túc Túc cần mẹ. Nó không cần. Bố là đồ tồi, lại có thể đòi sa thải mẹ. Chiến Túc, ngày mai em muốn gặp bố, không thể để bố sa thải mẹ. Chúng ta đổi thân phận được không? Coi kìa, đồ tự kỷ lại đến rồi. Thì ra bình thường họ đều mắng nhiếc Chiến Túc như vậy. Xin lỗi cho tớ, muốn bọn tao xin lỗi thì chui qua háng tao nè. Sau này mấy cậu còn dám mắng tớ là đồ mách lẻo. Tớ sẽ dùng nắm đấm giải quyết mấy cậu. Chiến Túc tại sao đánh nhau? Cô ơi, em không có đánh nhau, là họ mắng em trước ạ. Gọi điện thoại cho phụ huynh của em, kêu bố mẹ em đến trường mẫu giáo. Gặp phải học sinh có vấn đề kiểu này, đúng là phiền phức. Bố của Chiến Túc, hóa ra đẹp trai thế này. Đẹp hơn mấy sao Nam Thiên Vương kia nhiều. Chiến Túc sao vậy? Chiến Túc đánh nhau với bạn học khác. Bạn học khác bị em ấy đấm bầm mũi sưng mặt. Chiến Túc, có bị thương không? Chiến Túc tự kỷ này, căn bản không mở miệng nói chuyện. Chân tướng sự thật ra sao? Còn không phải do mình sắp xếp à? Bố của Chiến Túc quá bốc đồng, tính tình cũng kỳ cục. Bạn học trong lớp đều không chịu chơi với em ấy, không hòa đồng cho lắm. Tôi dạy đó, nhưng trẻ nhỏ không chơi với các bạn khác, một mình cô đơn cỡ nào. Đại bàng không làm bạn với chim tước, chuyện này là Chiến Túc nhà anh sai, làm em ấy đánh bạn trước. Chiến Túc, con nói đi. Hừ, Chiến Túc là một cái hũ nút. Nó nói mới là lạ đó. Bố ơi, chính là họ bắt nạt con. Túc Túc, có gì con cứ nói thẳng với bố, bố sẽ làm sáng tỏ cho con. Họ mắng con là đồ mách lẻo, còn bắt con chui dưới háng họ. Con không chui, nên họ muốn đánh con. Chiến Túc, sao em có thể nói dối hả? Em không bị thương, người bị thương là họ. Bố à, cô giáo nói con là học sinh có vấn đề, nói con là đồ phiền phức. Chiến Túc, sao em có thể vu oan cô giáo? Em thật làm cô thất vọng quá, con không vu oan cho cô ấy. Bố của Chiến Túc, tôi thấy Chiến Túc nhà anh không hợp ở lại trường mẫu giáo. Hay là anh dẫn em ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cảm thấy người không hợp ở lại trường mẫu giáo là cô. Chà, uy hiếp ai hả? Không có tiền mà bày đặt họ trường mẫu giáo quý tộc thì đừng trách mình bị bắt nạt. Hiệu trưởng, cô Mích lòng một nhân vật lớn quyền thế ngập trời, thu dọn đồ đạc cút ngay đi. Hiệu trưởng, có phải ông nhầm rồi không? Tôi không làm Mích lòng nhân vật lớn nào mà. Thái tử của Hoàn Á, cậu Chiến là bố của Chiến Túc, cô ăn gan hùm mật gấu hả? Dám xích mích với Diêm La sát thần nổi tiếng của đế đô. Cái gì? Thì ra bố của Chiến Túc mới là ông lớn bí ẩn nhất trường mình. Cô tự tìm chết thì thôi đi, đừng có liên lụy trường mẫu giáo của chúng tôi. Chiến gia, xin anh đừng phong sát tôi. Túc Túc, người bắt nạt con đều sẽ không có kết cục tốt. Bố tuyệt quá. Đi nào. Bố ơi, bố sa thải dì Lạc rồi. Dì ấy mất việc làm rồi. Có thể tìm một công việc cho dì ấy ở công ty bố không? Dì ấy giỏi lắm luôn. Đồ con gái thô tục quê mùa như Lạc Thi Hàm, chứ biết chút lời ngon tiếng ngọt lừa trẻ con như con. Cô ta còn biết cái gì? Bố, Lạc Thi Hàm không lừa con. Kỹ năng của dì ấy nhiều lắm. Vậy thế này đi, ngày mai bố gọi điện thoại cho cô ta, mời cô ta đến công ty ứng tuyển. Nhưng mà, bố không thể cho cô ta đi cửa sau. Cô ta phải dựa vào năng lực bản thân, được không? Được ạ, bố sẽ không qua loa với con chứ. Cho cô ta cơ hội rồi, có qua được không phải xem năng lực của bản thân cô ta. Hừ, Lạc Thi Hàm. Một cô gái dưới quê lên, cô có bản lĩnh gì vượt qua phỏng vấn của Hoàn Á?
Cô Lạc, đây là đề thi mà tổng tài của chúng tôi đích thân đặt ra cho cô. Chỉ cần cô có thể vào trang web của Hoàn Á, đồng thời xâm nhập vào bất cứ một máy tính nào, thì coi như cô đạt. Đơn giản vậy á? Chiến Hàn Tước, nếu anh đã xem thường tôi sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại. Xong việc. Alo. Cái gì? Máy tính của tổng tài bị hack rồi. Ấy, bà cô của tôi ơi. Tôi kêu cô hack máy tính, chứ đâu có kêu cô hack máy tính của tổng tài. Không phải tự anh ta nói sao? Tùy ý hack máy tính của tổng bộ. Đúng, nhưng, hầy. Lạc Thi Hàm, vào đây. Cô Lạc, tự cầu phúc đi nha. Anh ta nói tùy ý hack máy tính tổng bộ. Nhưng đâu có nghĩa là anh ta không gây sự với mình. Không ngờ đồ quê mùa này nghiêm túc ăn diện. Cũng rất làm người ta thích mắt. Tiêu rồi, cũng không biết Chiến Hàn Tước lại ấp ủ việc xấu gì. Chiến gia, tôi cũng không biết anh đang họp. Không biết là vô tội, anh không thể trách tôi chứ. Chức vụ trên này, cô tùy ý chọn một cái. Nếu có thể làm trợ lý của Chiến Hàn Tước, thì có thể đến gần Chiến Túc. Nhưng Chiến Hàn Tước lại rất ghét mình. Hai bố con này, mình chỉ làm hài lòng được một người. Tôi chọn làm trợ lý tổng tài. Cô dựa vào đâu mà thấy cô đảm nhận được chức vụ này? Vì tôi có kỹ năng hacker và năng lực quản lý tổng thể vượt trội. Đủ để đảm nhận chức vụ trợ lý tổng tài. Cô có kinh nghiệm làm việc không? Không có. Đều là tự học. Một sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng hạng 3 như cô, tư chất bình thường, lại có thể tự học kỹ thuật hacker, hack máy tính của tôi. Có lẽ là mèo mù vớ cá rán thôi. Lạc Thi Hàm, cô thật sự làm tôi càng lúc càng không đoán được cô. Nhưng cô càng cố gắng bắt chước cô ấy thì tôi càng ghét cô. Túc Túc, cô đến chơi với cháu này. Không muốn. Anh xem đi. Con trai của anh không muốn chơi với em. Em biết rõ là Chiến Túc không thích em chạm vào người nó mà. Thế mà em còn trêu nó. Vì em tưởng nó đã khỏi bệnh rồi, mới háo hức chạy đến đây chăm con cho anh. Ai ngờ bệnh tự kỷ của nó lại bắt đầu phát tác. Chiến Túc không có bệnh. Chiến Túc có lúc thì thích trầm mặc im lặng, có lúc thì nhiệt tình như lửa. Em nghi ngờ nó bị tâm thần phân liệt. Em đã gọi cho bác sĩ tâm lý rồi. Lát nữa ông ấy sẽ đến đây xem Chiến Túc. Chiến Túc, vừa rồi bác sĩ Trương đã nói rồi, bệnh của con vẫn đang ở giai đoạn đầu, chỉ cần chúng ta tích cực hợp tác điều trị thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Con không có bệnh. Bố đã quyết định rồi, chúng ta phải hợp tác với kế hoạch điều trị của bác sĩ Trương. Phản đối vô hiệu. Bố ơi, bố và mẹ hãy tái hôn đi ạ. Tại sao con lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Bố và mẹ tái hôn thì bệnh của con sẽ tự nhiên khỏi thôi. Chiến Túc à, trạng thái gần đây của con đặc biệt không ổn định, có phải là vì Lạc Thi Hàm không? Có phải con đã biết Lạc Thi Hàm là mẹ của con rồi đúng không? Lạc Thi Hàm, cô đúng là đồ phụ nữ không giữ lời. Cô tự tìm chết mà. Chiến gia, sao anh lại đến đây? Chiến gia, anh làm gì đó? Chiến Túc đã biết cô là mẹ của nó rồi. Anh nói cái gì cơ? Cô còn ngụy biện nữa à? Tôi không có. Cô đúng là đồ phụ nữ không biết giới hạn của mình. Tôi thật sự không có nói gì hết. Lạc Thi Hàm, nếu không phải tại cô, thì không đời nào Chiến Túc biết được danh tính của cô hết. Rõ ràng chính là cô mà. Tôi thề là tôi không hề nói gì hết.
Câm miệng. Cô có biết bây giờ tôi hận cô đến mức nào không? Tại sao chứ? Chính bởi vì cô cho nên Chiến Túc mới bị mắc phải bệnh tâm thần phân liệt. Cái gì? Cô lợi dụng khát vọng có mẹ của nó, để từng bước tiếp cận tôi. Cô nghĩ cô làm thế này thì có thể ngồi vào vị trí mợ Chiến lần nữa sao? Không phải. Cô đừng cố ngụy biện nữa. Lạc Thi Hàm, tôi cho cô 350 tỷ đồng. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ cô phải rời khỏi đất nước này. Mãi mãi không bao giờ được trở lại đây. Chiến gia, tôi không thể rời bỏ Túc Túc được. Chuyện này không có phụ thuộc vào cô. Nếu trong vòng 48 tiếng nữa cô vẫn chưa rời khỏi đây, thì cô cứ đợi để nhận xác của mẹ cô đi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Có phải ông chủ lại bắt nạt mẹ không? Không có việc gì đâu. Mẹ đã quyết định sẽ đưa con và Đồng Đồng về châu Âu để định cư. À thế khi nào chúng ta đi ạ? Ngày kia. Chiến Túc, chúng tôi sắp quay về châu Âu rồi. Làm sao đây? Chiến Túc. Chiến Túc, chúng tôi sắp quay về châu Âu rồi, làm sao đây? Lạc Thi Hàm. Hôm qua tôi mới yêu cầu cô rời khỏi đây, thì vừa quay đầu lại cô đã gửi tin này cho Chiến Túc rồi. Sao thế, Chiến Hàn Tước, anh có biết là con trai của anh đã lén lút trốn khỏi nhà rồi không? Nó đang ở đâu? Bây giờ Chiến Túc đang đi đến dưới một tòa dân cư. Rốt cuộc nó đang tìm ai thế? Nó muốn đi tìm mẹ nó, Lạc Thi Hàm. Chiến Túc biết mẹ của nó là Lạc Thi Hàm rồi à? Em đi theo nó đi, rồi xem thử xem rốt cuộc Lạc Thi Hàm dùng thủ đoạn gì để xoay Chiến Túc vòng vòng như thế. Túc Túc, sao con lại đến đây? Sao con biết mẹ sống ở đây? Đi thôi. Đồng Đồng, Hàn Bảo mau lại đây xem ai đến này. Sao anh ấy trông giống hệt anh Hàn Bảo thế? Tụi con để mẹ bình tĩnh lại chút đã. Để mẹ nghĩ xem mẹ nên giới thiệu tụi con như thế nào đã. Mẹ ơi, em ấy tên là Chiến Túc. Sao con lại biết? Con và Chiến Túc đã từng gặp nhau rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Túc Túc. Xin lỗi con. Mẹ đã bỏ rơi con một lần rồi. Lần này mẹ sẽ không rời đi nữa đâu. Mẹ ơi, con tha thứ cho mẹ. Tốt quá rồi, bây giờ con có đến tận hai người anh. Hàn Bảo, con vẫn chưa nói với mẹ con gặp Chiến Túc khi nào. Còn Chiến Túc nữa, làm sao con biết địa chỉ nhà ở đây? Mẹ ơi, con và Chiến Túc đã hoán đổi thân phận cho nhau đấy. Con đã thay em ấy dạy cho bọn bắt nạt em ấy một bài học rồi. Còn gặp bố của em ấy nữa. Sau đó con sống chung với bố em ấy được 2 ngày. Hai đứa tụi con nghịch ngợm quá mà. Tất cả đều do hai đứa tụi con hoán đổi thân phận cho nhau. Thế cho nên bố của Chiến Túc mới nghĩ Chiến Túc bị tâm thần phân liệt. Bây giờ họ còn đang tìm bác sĩ để chữa trị cho Chiến Túc nữa. Con không muốn điều trị đâu. Mẹ ơi, hay là con thay Chiến Túc quay về biệt thự Hải Thiên nhé. Con có cách để không cần uống thuốc. Hàn Bảo, con có thực sự muốn đi không? Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Con sẽ bí mật gọi điện cho mẹ và bí mật chuồn ra ngoài gặp mẹ mà. Có phải Túc Túc đang ở nhà của chị không? Mẹ ơi, để con. Chị dâu, anh em bảo em đến đưa Túc Túc về nhà. Đi thôi. Túc Túc, bố muốn nói chuyện với con. Lạc Thi Hàm không phải là mẹ của con đâu. Phải mà. Không phải con. Bố ơi, lần sau trước khi con bỏ nhà ra đi thì con sẽ nói với bố nhé. Còn có lần sau nữa à? Chiến Túc à, cô thích cả hai nhân cách của con luôn đấy. Một cái thì ngầu đến cực độ, một cái thì dễ thương đến cực độ. Chiến Phượng Tiên, em không nói chuyện không ai nghĩ em là người câm đâu. Cô nhỏ ơi, cô thật là thiển cận mà. Cháu đây không phải là hai nhân cách, cháu là tái sinh trở lại. Xong rồi, xong rồi. Anh ơi, em cảm thấy cháu của mình mắc bệnh tâm thần phân liệt. Đến mức hết thuốc chữa rồi. Im miệng đi.
Em đi điều tra một chút về Lạc Thi Hàn đi. Tại sao sau mỗi lần Chiến Túc gặp cô ta thì đều trở thành người khác? Không thành vấn đề. Ngày mai em hãy theo dõi Lạc Thi Hàn đi. Nhất định phải tận mắt thấy. Cô ấy lên chuyến bay. Bay đến nước ngoài mới được. Được. Đi ngay đây. Tạm biệt nhé cục cưng. Chị dâu. Chiến Túc. Sao cháu lại ở đây? Nói ra thì dài. Em cũng nhìn thấy rồi đấy. Hay là chúng ta vào trong rồi nói tiếp nhé. Chị dâu, anh của em muốn chị rời khỏi đây. Nếu chị không nghe theo lời của anh ấy đâu, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Hơn nữa, chị còn đem theo Chiến Túc nữa. Chị cũng có nỗi khổ tâm của chị. Chị dâu, tại sao Chiến Túc lại ở nhà của chị? Lẽ ra nó phải đang ở nhà của anh em chứ nhỉ? Chị dâu, tại sao Chiến Túc lại ở nhà của chị? Lẽ ra nó phải đang ở nhà của anh em chứ nhỉ? Bởi vì Chiến Túc không có bệnh, mà anh của cô lại muốn trị bệnh cho nó, cho nên chị mới giữ Chiến Túc lại bên mình. Ây da, chị dâu ơi! Anh em nuôi Chiến Túc lớn khôn cũng không dễ dàng gì. Chị vừa về đã bắt nó đi rồi, như thế cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Chia cắt tình thân đau đớn đến nhường nào đương nhiên là chị biết rõ rồi. Thế cho nên chị không làm thế đâu, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt rồi. Chị đem theo Chiến Túc bên mình rồi mà. Anh có biết là Chiến Túc lại bỏ nhà ra đi không? Em nói chuyện thần kinh gì đấy? Túc Túc đang ăn tối với anh mà. Anh nói gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mà lại có hai Chiến Túc được? Không có hai Chiến Túc đâu. Tụi nó, một đứa là Chiến Túc, một đứa là Hàn Bảo. Hai đứa lận à? Đúng vậy. Hai đứa trẻ nghịch ngợm này. Lúc trước đã bí mật hoán đổi thân phận cho nhau rồi. Cho nên mới tạo cho mọi người nhiều rắc rối như vậy. Vậy cho nên là nhân cách mà em thấy. Lãnh khốc là Chiến Túc, còn hoạt bát là Hàn Bảo. Chúng đã luân phiên xuất hiện trước mặt em à? Đúng vậy. Tốt quá rồi, Chiến Túc nhà chúng ta không có bị bệnh. Cô mới có bệnh đó. Thằng nhóc này, sao con lại nói thế? Không biết lớn nhỏ gì hết, không được mắng anh con. Chị dâu, thiên thần nhỏ này lại là ai nữa thế? Thế này cũng quá dễ thương rồi đấy. Em thấy là cho con bé làm con dâu nuôi từ bé của Chiến Túc nhà chúng ta đi. Thần kinh. Thằng nhóc này, cô cháu đang tìm vợ cho cháu đấy. Cháu thì biết cái gì? Cô nhỏ à, cô không biết là anh chị em thì không thể kết hôn sao? Hả, anh em hả? Chị dâu, cô bé này là ai thế? Con gái chị tên là Lạc Tử Đồng. Chị dâu, chị tái giá rồi à? Không có. Chiến Túc, Hàn Bảo và Đồng Đồng là anh em sinh ba. Cái gì? Đồng Đồng cũng là con của anh em. Cái gì? Đồng Đồng cũng là con của anh em. Anh em cũng giỏi thật. Phượng Tiên à? Hả? Hiện tại cô đã biết sự tồn tại của Đồng Đồng và Hàn Bảo. Cô sẽ giúp chị che giấu hay là nói cho anh cô? Chị dâu, tại sao không thể nói cho anh em? Nếu anh ấy biết được sự tồn tại của Hàn Bảo và Đồng Đồng chắc chắn sẽ rất vui. Bố không thích cháu. Bố bảo cháu là con nhóc vô giáo dục. Cháu cũng không thích bố. Hai cha con này còn chưa chính thức gặp mặt, đã kết thù rồi sao? Anh của em ghét chị như vậy. Vì lũ trẻ, anh ấy sẽ đưa chị ra tòa. Ai? Cũng phải. Anh em một tay che trời. Chị lại nhỏ bé như một con kiến. Chị lấy gì để tranh với anh ấy? Dành với anh ấy chứ. Chị dâu, chị có thể nể tình bọn trẻ. Cho anh của em thêm một cơ hội, để anh ấy từ từ tiếp nhận chị không? Thực ra chị vẫn luôn ở chỗ cũ chờ anh ấy. Chị dâu, dựa vào câu này của chị, cả đời này em sẽ bảo vệ chị tới cùng. Em sẽ nói với anh ấy chị đã ra nước ngoài rồi. Phượng Tiên, cảm ơn em. Chị đã sinh cho em ba đứa cháu thông minh đáng yêu này rồi. Em nên cảm ơn chị mới đúng. Mẹ ơi, con đói rồi. Mẹ sẽ lập tức nấu cơm cho con ăn. Chiến Túc. Chiến Túc à, cháu có muốn bố mẹ tái hôn không? Muốn ạ. Cô có một cách hay.
Cô ơi, thực sự phải làm vậy sao? Lẽ nào cháu không muốn sống cùng bố mẹ sao? Muốn ạ, nhưng cháu không muốn làm hại bố. Vậy chuyện này cứ giao cho Hàn Bảo làm đi. Chương trình trợ lý pháp luật của chúng ta hôm nay đã mời một cậu bé nhỏ tuổi nhất. Tiếp theo, xin mời cậu bé nói ra nguyện vọng của mình. Cháu tên là Chiến Túc, là con trai của Chiến Hàn Tước, chủ tịch của Hoàn Á. Bây giờ, cháu muốn nhờ trợ lý pháp luật giúp cháu. Hy vọng bố có thể nhường quyền nuôi dưỡng cho mẹ cháu. Lạc Thi Hàm. Chắc chắn là cô xúi thằng bé tới chương trình. Bố. Hàn Tước, con chưa xử lý xong. Quan hệ của con với Lạc Thi Hàm sao? Bố mất hết mặt mũi rồi. Bố. Lạc Thi Hàm không từ thủ đoạn. Con lo nếu con không xử lý tốt Lạc Thi Hàm, Chiến Túc sẽ ghét con. Hay là vậy đi, con đưa ra điều kiện để Chiến Túc gặp mẹ nó, là Lạc Thi Hàm từ bỏ quyền nuôi con. Được. Vậy con đưa Chiến Túc tới tìm Lạc Thi Hàm trước, xoa dịu tâm trạng của nó, sau đó mới ép cô ấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Chiến gia, sao anh lại tới đây? Sao nào, tôi không thể tới sao? Được chứ, đương nhiên là được. Hàn Bảo, sao con lại nghĩ ra ý tưởng lên TV? Là cô nghĩ ra đó. Cô đưa Chiến Túc ra ngoài chơi rồi, một lát nữa sẽ trở về. Làm sao đây, nếu Chiến Túc trở về, bố sẽ biết bố còn một đứa con nữa. Như vậy đi, con lén trốn ra ngoài, mẹ sẽ gọi bảo cô trở về muộn một chút. Dạ, mau đi đi. Toi rồi, Phượng Tiên không đem điện thoại theo. Sao điện thoại của Phượng Tiên lại ở chỗ cô? Con bé ở nhà buồn chán, nên tới tìm tôi chơi. Cô cũng giỏi thật đấy. Mua chuộc em gái tôi, còn mua chuộc con trai tôi lên TV vì cô. Nếu tôi nói, chuyện lên TV không phải ý của tôi, anh có tin không? Không phải cô. Thi Hàm, bọn em về rồi. Phượng Tiên. Anh. Không thể để anh ấy nhìn thấy Chiến Túc. Phượng Tiên, em chạy làm gì? Chúng ta bàn về quyền nuôi dưỡng Chiến Túc đi. Được lắm, Lạc Thi Hàm. Cuối cùng cô cũng lòi cái đuôi cáo ra rồi phải không? Túc Túc, bố và Lạc Thi Hàm có chuyện cần bàn. Con về phòng trước đi. Lạc Thi Hàm, quyền nuôi dưỡng Chiến Túc chỉ có thể là của tôi. E là, không thể được như anh muốn. Nếu cô phối hợp, tôi có thể cho cô ít tiền. Để hai mẹ con cô, cả đời không lo cơm áo. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Vậy tôi chỉ có thể cùng cô ra tòa. Tôi nhắc cô trước, đoàn luật sư của Hoàn Á chưa từng thua. Anh đang ỷ mạnh hiếp yếu sao? Vậy thì sao? Quá trình trưởng thành của con cái cần bố mẹ ở cạnh. Anh muốn giành quyền nuôi Chiến Túc. Nhưng anh có thời gian ở cạnh nó không? Tôi sẽ mời giáo viên tốt nhất cho thằng bé, cho nó tài nguyên giáo dục tốt nhất thế giới. Còn cô thì sao? Cô có thể cho nó cái gì? Trừ cái nhà đi thuê sập sệ này ra và mì tôm ăn mãi không hết. Còn có gì không? Tôi không cho chúng ăn mì tôm, tôi cho chúng ăn mì Dương Xuân. Vậy thì sao? Lẽ nào không ảnh hưởng tới sự trưởng thành của nó sao? Cô hy vọng thằng bé lớn lên lùn giống cô sao? Anh suốt ngày cho Chiến Túc ăn sơn hào hải vị, tôi cũng không thấy nó cao lên. Còn không phải tại gen cô quá kém sao? Khốn nạn! Ra giá đi, bao nhiêu tiền cô mới đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng? Anh có ý gì? Anh cho rằng tiền có thể ngăn tình yêu tôi dành cho Chiến Túc, rồi tôi dễ dàng từ bỏ quyền nuôi dưỡng thằng bé sao? Cô không đồng ý đúng không? Vậy nhất định là tiền chưa đủ. Như vậy đi, tôi cho cô 3.500 tỷ. Chiến Hàn Tước, dù anh có cho tôi cả Hoàn Á tôi cũng không thèm. Tôi nói cho anh biết, trong lòng tôi, Chiến Túc vô giá. Được. Nếu đã như vậy, cô đừng hòng lấy được một đồng. Quyền nuôi con cô đừng mơ có được. Quan Kiều, nhà họ Lạc nên phá sản rồi. Tôi muốn Lạc Thi Hàm quỳ trước mặt tôi xin tôi tha thứ. Túc Túc, về nhà thôi. Đúng là bỉ ổi. Alo, Lạc Thi Hàm, mau cút về nhà đi.
Lạc Thi Hàm, sao mày vẫn chưa chết? Nếu ông hy vọng tôi chết như vậy, tôi có thể đảm bảo vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ông. Hừ, muốn chết cũng được, có điều mày phải giúp nhà họ Lạc vượt qua khó khăn. Sao tôi phải giúp nhà họ Lạc? Lúc ông có tiền có nhớ tới tôi không? Bây giờ gặp khó khăn lại nhớ tới tôi sao? Lạc Thi Hàm, tự mày chọc giận Chiến gia, tự mày gây họa. Đương nhiên mày phải tự dọn dẹp rồi. Lạc Thi Hàm, chỉ cần mày nhường quyền nuôi con cho Chiến gia, cậu ấy sẽ hủy bỏ lệnh trừng phạt với Lạc Thị. Để giúp các người mà tôi phải bán rẻ con của mình sao? Dựa vào đâu chứ? Tao sẽ bồi thường cho mày. Tao sẽ cho mày 5% cổ phần của Lạc Thị. 5%? Chiến Hàn Tước còn ra giá 3.500 tỷ đấy. Giao dịch với ông lỗ như vậy, tôi vẫn nên đi tìm Chiến Hàn Tước thôi. Đứng lại, tao sẽ cho mày 30%. Bố, 30% cổ phần của nhà họ Lạc, sao thực tế bằng 3.500 tỷ tiền mặt chứ? Vậy thì 40%, không thể tăng nữa. Đây là giới hạn của tao. Cái con nhóc chết tiệt này, mày chẳng qua chỉ là một con chó được nuôi ở Lạc Thị thôi. Cho mày 50% là đã quá hời cho mày rồi. Hừ, mày còn muốn nuốt chửng cả Lạc Thị. Lạc Thị, tôi thực sự không thèm. Con đĩ này dám đánh tôi. Lạc Thi Hàm, mày phản rồi sao? Hôm nay ông dám động vào một sợi lông của tôi, ngày mai tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Lạc Thị, rồi dương mắt nhìn Lạc Thị bị Hoàn Á thu mua. Lạc Thi Hàm, tao là bố ruột của mày đấy. Mày không thể dương mắt nhìn Lạc Thị sụp đổ chứ. Tôi cũng có thể bảo vệ các người có điều. Đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Lạc Thi Hàm trước đây bị các người bắt nạt thảm như vậy. Hãy bảo bà ta quỳ xuống dập đầu nhận sai với tôi đi. Không thể nào, Lạc Thi Hàm, mày là cái thá gì? Quỳ xuống. Sao ông lại bảo tôi quỳ trước con đĩ này chứ? Tôi nói bà không nghe thấy sao, còn không quỳ xuống. Vậy mà ông lại vì một kẻ hèn hạ mà đối xử như vậy với tôi. Quỳ xuống. Vậy là đúng rồi. Say mày đừng mở miệng ra là gọi người ta là con đĩ nữa. Bây giờ mày có thể giúp nhà họ Lạc rồi chứ? Được. Đem toàn bộ tài sản của Lạc gia chuyển qua cho tôi. Sau này lãi hay lỗ đều không liên quan tới các người. Mày còn muốn chiếm Lạc Thị? Hừ, chuyển hết nợ lên đầu tôi. Không phải đúng ý các người sao? Các người cũng biết rõ, lúc này tiếp quản nhà họ Lạc, lỡ mà bất cẩn sẽ một đi không trở lại. Có đồng ý với đề nghị của tôi không? Các người tự quyết định đi. Không được, bố. Lạc Thi Hàm đang nhân lúc Lạc Thị gặp khó khăn, muốn tay không bắt sói để chiếm lấy Lạc Thị. Tôi vừa trở về, em gái lại đón tôi như vậy sao? Giáo dưỡng của cô đâu? Chị tát mẹ tôi, bắt mẹ tôi quỳ, giáo dưỡng của chị đâu? Mẹ cô đẩy mẹ tôi từ vị trí chính thất xuống. Ngủ giường của mẹ tôi, tiêu tiền của mẹ tôi, mẹ cô có giáo dưỡng sao? Bố, bố, nếu bố chuyển toàn bộ Lạc Thị cho chị ta, vậy chúng ta sẽ mất hết tất cả rồi. Con quen Quan Kiều, trợ lý CEO của Hoàn Á. Con sẽ nhờ anh ấy giúp chúng ta nói tốt vài câu trước mặt Chiến gia. Chiến gia nhất định tha cho chúng ta. Đúng, mẹ sẽ bảo bố con đưa ra văn bản thanh minh. Hừ, thoát khỏi liên quan đến cô ta. Mẹ tin, Chiến gia không thể không nể mặt chúng ta. Lạc Thi Hàm, cô còn không mau cút đi. Cô thật sự cho rằng nhà học Lạc chúng tôi không có cô thì không được sao? Ha ha ha. Chiến gia hận chị thấu xương. Chỉ cần tránh chị, nguy cơ của công ty ắt sẽ được giải trừ. Thi Vũ, nhà họ Lạc, sau này dựa vào con rồi. Không lẽ mấy người thật sự cho rằng bám được trợ lý Chiến Hàn Tước thì có thể giúp mấy người cứu Lạc Thị đấy chứ? Thi Vũ, sao cô đến Hoàn Á? Quan Hiểu, tôi vì Lạc Thị nên mới đến cầu xin anh. Chuyện này tôi cũng bó tay. Tôi kiến nghị cô đi tìm Lạc Thi Hàm. Chỉ cần cô ấy từ bỏ quyền nuôi con, CEO nhất định sẽ tha cho Lạc Thị các cô. Quan Hiểu, tôi muốn nói rõ trực tiếp với Chiến gia. Lạc Thi Hàm đã bị bố tôi đuổi khỏi Lạc Thị rồi. Cô nói mấy lời này với Chiến Tổng cũng vô ích. Hơn nữa, anh Chiến sẽ không gặp khách nữ không phải là đối tác kinh doanh. Sao lại thế này? Thế được rồi, tôi đi trước đây.
Cô đến đây làm gì? Sao hả? Chiến Hàn Tước đồng ý tha cho Lạc Thị chưa? Tôi... Không phải chứ, không lẽ cô chưa gặp được anh ấy luôn à? Rốt cuộc chị muốn làm gì? Đến tìm Chiến Hàn Tước đó. Không có hẹn trước mà đòi gặp Chiến gia. Chỉ sợ bị anh ấy uống biển cho cá ăn. Lạc Thi Hàm, sao cô biết phòng làm việc của Chiến gia ở đây? Liên quan gì đến cô? Lạc Thi Hàm, cô đến để từ bỏ quyền nuôi Chiến Tước sao? Anh thật vô sỉ. Vì để chiếm lấy quyền nuôi đứa bé, mà áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Lạc Thị. Đó là do Lạc Thị quản lý kém cỏi. Liên quan gì đến tôi? Dám làm không dám nhận à? Cho dù là tôi trừng phạt Lạc Thị, thì sao chứ? Chiến gia, Lạc Thị không thù không oán với anh. Tại sao anh muốn phong sát Lạc Thị? Kẻ thù của kẻ thù, lẽ nào không nên là bạn sao? Làm bạn với tôi, các cô cũng xứng à? Anh đem ân oán cá nhân lan tỏa tới nơi làm việc. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thất nghiệp, rất nhiều gia đình phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, anh biết không hả? Nhà họ là các cô tự mình kinh doanh thất bại, liên quan gì tới tôi chứ? Chiến gia, tôi khuyên anh hãy dừng tay. Ăn năn sám hối đi, cứ xem như là tích chút đức cho con cái đi. Cô nói tôi thất đức sao? Chẳng lẽ không phải à? Lạc Thi Hàm, tôi nể tình Chiến Túc nên vẫn luôn nhẫn nhịn cô. Nếu như cô còn dám khiêu khích tôi nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Anh nên biết cái gì gọi là chó cùng rứt dậu. Cô muốn thế nào? Nếu như anh còn tiếp tục nhắm vào tôi thì tôi sẽ đem con ra nước ngoài. Cô đang uy hiếp tôi sao? Đúng vậy, nếu chuyện này không rộ lên thì Lạc Thi Hàm sẽ không chết. Không được, không thể để cô ta liên lụy mình được. À, Chiến gia, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Biến. Lạc Thi Hàm, tôi lớn thế này rồi nhưng người dám uy hiếp tôi chỉ có mình cô thôi đấy. Rất vinh hạnh. Được thôi. Muốn rời khỏi đế đô đúng không? Tôi sẽ lập tức đặt vé cho hai mẹ con cô. Nhưng còn Chiến Túc thì cô sẽ không bao giờ dẫn đi được đâu. Tôi sẽ không giao Chiến Túc cho anh đâu. Vậy thì cứ chóng mắt lên mà chờ xem. Alo, mẹ. Hàm Hàm, mẹ khó khăn lắm mới chờ được một nguồn thận phù hợp. Nhưng mà bác sĩ Hoàn Á nói con không chịu nộp phí phẫu thuật. Sao thế? Muốn uy hiếp tôi tiếp sao? Anh muốn thế nào thì mới chịu buông tha cho mẹ tôi? Tôi chỉ cần cô từ bỏ quyền nuôi dưỡng Chiến Túc thôi. Chiến Hàn Tước, vì có được quyền nuôi dưỡng con, anh không những phong sát Lạc Thị mà còn uy hiếp người mẹ bệnh nặng của tôi. Anh đúng là đồ tán tận lương tâm. Không biết tự lượng sức. Chị dâu, em mua cho Chiến Túc và Đồng Đồng vài bộ quần áo. Em khách sáo quá rồi. Anh theo dõi em. Anh không theo dõi thì sao mà biết hai người thông đồng với nhau? Cô đi đâu? Anh à, em xin anh đấy, tha cho Thi Hàm đi. Chị ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, anh cần gì phải hiếp người quá đáng thế chứ? Quay về anh sẽ tính sổ với em. Anh à, hành vợ vui sướng nhất thời, theo đuổi thì khổ đấy. Túc Túc, sao con lại ở đây? Hỏng rồi, nhất định không thể để anh ấy phát hiện Chiến Túc và Hàn Bảo và sinh đôi. Đi thôi, về nhà với bố. Không được giận anh cháu đi. Nó là con trai của chú cứ muốn đưa nó về đấy. Còn cháu thì đi tìm mẹ cháu đi. Lạc Thi Hàm, đây chính là con của cô và người đàn ông khác nhỉ? Hừ, cháu ghét chú. Không phải, cô bé con này. Sao lần nào gặp chú cháu cũng khó chịu vậy hả? Chú cũng có làm gì cháu đâu. Chiến Phượng Tiên, con không mau biến về nhà. Cái thứ phản bội. Chiến Hàn Tước dẫn Chiến Túc đi rồi. Mình phải nhanh chóng đón Hàn Bảo về. Con trai của anh đang ở trong tay tôi. Muốn nó sống thì cầm tiền đến chuộc. 350 tỷ. Thiếu một xu thôi là tao hủy kèo. Nhầm số rồi. Này, Chiến Túc. Chỉ là lừa đảo thôi. Không có con tin nào ở đây hết. Con muốn đi tìm mẹ. Không được, ngồi xuống. Phượng Tiên, không thấy Hàn Bảo nhà chị đâu nữa rồi. Chị vừa gọi điện cho nó thì nghe nó kêu cứu. Chắc chắn là nó bị bọn buôn người bắt cóc rồi. Đều trách anh em hết. Nếu anh em không gặp Chiến Túc thì chắc chắn sẽ đến nhà trẻ đón Hàn Bảo về. Chị nên làm gì đây? Phượng Tiên, ta vào trong đợi trước đã. Nếu bọn chúng tống tiền thì em có thể đáp ứng. Nếu chúng ta không giải quyết được thì tìm anh em. Mẹ,
Con cô bị bắt cóc rồi hả? Ừm, con tôi bị bắt cóc rồi. Chuyện xảy ra lúc nào? Trước lúc kết hôn với tôi, hay sau khi kết hôn? Chỉ cần lúc kết hôn cô ấy không cắm sừng anh, thì chứng tỏ chị dâu không phải người hư hỏng, câm mồm. Người đã sinh con tận 3 lần cũng đáng để em thông cảm à? Nhìn cái chó gì? Đều tại cô tạo nghiệp nhiều quá, nên con cô mới bị bắt đi. Phải. Việc mà tôi sai nhất, chính là yêu anh. Nếu được chọn lại lần nữa, tôi hy vọng rằng mình chưa bao giờ gặp phải anh, Lạc Thi Hàm. Thế mà cô dám chê tôi? Sao anh lại nói thế với chị dâu hả? Sớm muộn gì cũng có ngày anh phải hối hận. Việc anh hối hận nhất là cưới cô ta vào nhà ta. Hay là nói cho anh em biết thân phận của Hàn Bảo đi. Chị muốn đợi thêm đã. Túc Túc, ra đây. Anh à, Hàn Bảo và Đồng Đồng đều là con của anh. Nếu có một ngày anh biết sự thật này, chắc chắn anh sẽ hối hận. Cứu Hàn Bảo. Yên tâm, bố báo cảnh sát rồi, sẽ có người cứu Hàn Bảo ra, nhanh thôi, con về phòng trước đi. Sao anh lại báo cảnh sát? Anh có biết là nếu báo án rất nguy hiểm cho con tin không? Con đỗ nghèo khỉ nhà cô, không báo án, thì cô ngồi đợi nó giết con tin đi. Lạc Thi Hàm, cô dám đánh tôi à? Vì anh đáng đánh. Chuyển vào tài khoản của tao, anh muốn bao nhiêu? 700 tỷ. Tôi chỉ có 350 tỷ thôi. Chiến gia, anh cho tôi vay được không? Nãy cô cứng mồm lắm mà. Tôi cầu xin anh đấy. Muốn vay tiền tôi à? Được thôi. Quỳ xuống, cầu xin tôi. Anh, không phải chỉ có 700 tỷ thôi à? Coi như em vay anh. Ở đây không có chuyện của mày, cút ra. Anh tưởng em đang giúp chị ấy à? Chiến gia, Hàn Bảo là tất cả của tôi, nó không thể xảy ra chuyện gì được. Tôi cầu xin anh, cho tôi vay 700 tỷ nhé, anh giúp tôi qua ải này đi. Cho dù chỉ là cái mắt mũi, thì dựa vào đâu anh phải giúp cô ta? Anh có biết không, thật ra Hàn Bảo là... Sao chưa chuyển tiền cho tao? Mấy người không muốn cứu thằng mắt này nữa à? Tôi chuyển ngay đây, cầu xin anh, đừng làm hại nó. Trong vòng 5 phút, chuyển 700 tỷ sang ngay, nếu không chúng tao giết nó. Tôi xin anh mà, xin anh cho tôi vay tiền. Tôi van anh. Chị dâu, nói cho anh ấy biết đi. Chỉ cần Hàn Bảo không sao, chị bằng lòng chấp nhận đau khổ khi không có nó. Nếu anh gặp Hàn Bảo thì đừng nói là 700 tỷ. Có là 7.000 tỷ thì anh cũng móc ra mà không oán câu nào. Chiến Phượng Tiên, em dựa vào đâu mà nghĩ anh sẽ tiêu mất 700 tỷ chỉ vì con của ả đàn bà này? Em có biết anh hận cô ta thế nào không? Chiến Hàn Tước, thật ra Hàn Bảo là... Cô Lạc Thi Hàm phải không? Con trai cô đã được cứu thành công rồi. Chúng tôi đang đưa cháu về nhà. Thật sao? Tôi nghe giọng nó được không? Mẹ ơi, là các chú cảnh sát cứu con đấy. Con sắp về đến nhà rồi. Mẹ về nhà với con ngay đây. Hàn Bảo được cứu rồi. Phượng Tiên, em giúp chị tiếp nhé. Chị yên tâm, em sẽ giữ lời mà. Hai người đang âm mưu cái gì? Chả có gì cả, ban nãy hai người nói đến Hàn Bảo, nó có thân phận thế nào? À, thì là... Em nhận con của chị dâu làm con trai cả. Hy vọng anh nể em mà đưa tiền ra. Phải đấy, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Lạ đời. Hàn Bảo, lại trời lại Phật, con bình an trở về với mẹ rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con khiến mẹ lo rồi. Tiểu Tổ Tông, con về nhà an toàn là được rồi. Mẹ không trách con chứ? Suýt nữa thì em nói ra thân phận của Hàn Bảo. Em nói gì cơ? Sao chị lại trách em được chứ? Tình huống lúc ấy rất nguy hiểm. Chỉ cần Hàn Bảo bình an vô sự, những chuyện khác chị đều không quan tâm. May mà cảnh sát cứu được Hàn Bảo. Đợi khi anh em biết sự thật, chắc chắn sẽ tranh Hàn Bảo với chị.
dựa quyền. Anh ấy một tay che trời. Dựa kinh tế. Anh ấy là giám đốc thu nhập nghìn tỷ. Sao mà chị đấu lại được anh ấy chứ? Chị yên tâm. Phượng Tiên. Cảm ơn em. Không biết Hàn Bảo thế nào rồi. Muốn về nhà mẹ gặp Hàn Bảo quá. Túc Túc. Con muốn gặp mẹ không? Muốn. Thế thì bố đưa con đến gặp Lạc Thi Hàm. Vừa hay, bố cũng phải đi xem thằng nhóc Hàn Bảo kia thế nào. Chiến gia, sao anh đến nhà tôi? Tôi dẫn con tôi đến gặp cô còn không vui à? Con trai cô ấy? Không ở cạnh cô à? Ý tôi là đứa con của cô với thằng khác Hàn Bảo ấy. Nó ra ngoài chơi rồi. Thế tôi ở đây đợi nó về. Tôi muốn nhìn xem thằng Hàn Bảo này có điểm gì khác người. Phượng Tiên, anh em dẫn Chiến Túc đến nhà chị rồi. Bố ơi, con đói. Cô không phiền nếu bố con tôi ở lại ăn vài cái sủi cảo rẻ tiền chứ? Anh thích ở thì ở. Bố ơi, sủi cảo mẹ làm tuy không đắt nhưng ngon lắm đấy. Anh Chiến Túc à, chú ấy là người xấu đấy. Chú ấy bắt nạt mẹ. Anh đừng huyện về mẹ với chú ấy. Cháu tên là gì? Cháu không bao giờ nói chú biết cháu tên Lạc Tử Đồng đâu. Cũng đáng yêu phết đấy. Chỉ là lắm chuyện giống mẹ cháu y đúc. Kệ chú ấy đi. Mồm chó không nhả được ngà voi. Lạc Thi Hàm. Chiến gia ăn cơm đi. Túc Túc à, mẹ làm cho con sủi cảo mà con thích nhất đấy. Cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, con nhớ anh rồi. Sao anh vẫn chưa về thế? Đúng đấy, tôi đến là để gặp Hàn Bảo con trai cô. Nó đâu rồi? Thì nó đang ở với bố nó. Bố nó, đúng rồi, chính là chồng cũ của tôi ấy. À, đàn bà tâm cơ độc ác. Chiến gia, anh không yêu tôi thì người khác không được yêu tôi chắc? Không phải là cấm, mà là tôi thấy buồn nôn. Chiến gia, cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Anh ăn cơm tôi nấu thì ngậm miệng vào đi. Sao nào? Dám làm không dám nhận hả? Anh. Bố à, bố đừng cãi nhau với mẹ nữa. Chú xấu xa. Không được bắt nạt mẹ cháu. Mẹ nghe các con nhé. Bố ơi, con thích Đồng Đồng lắm. Đưa Đồng Đồng về cùng được không? Nếu người giám hộ của nó cho phép, thì bố chẳng ngại gì cả. Đồng Đồng, con có muốn về cùng anh Chiến Túc không? Em không đi chơi, anh Chiến Túc ở lại nhà em đi. Không được. Bố ơi, tối nay con muốn ở nhà mẹ. Vậy mai bố đến đón con. Lạc Thi Hàm, tôi khuyên cô tốt nhất là sớm ngày từ bỏ quyền nuôi Chiến Túc đi. Nếu không, hậu quả thế nào cô tự chịu lấy. Mẹ ơi, con không thích chú kia tí nào. Đồng Đồng, đó là bố em. Nhưng chú ấy cứ bắt nạt mẹ thôi. Nếu như bố với mẹ phục hôn thì tốt rồi. Bố con ghét mẹ lắm, sẽ không phục hôn với mẹ đâu. Cũng phải, bố chỉ thích mỗi Nghiêm Tranh Linh thôi. Những người phụ nữ còn lại thì ghét hết. Đến bây giờ bố con vẫn thích Nghiêm Tranh Linh á hả? Vâng, lúc uống rượu bố cứ gọi tên cô ấy mãi. Mình phải tìm cơ hội, nói sự thật cho anh ấy mới được. Chắc là anh ấy sẽ tin nhỉ. Lạc Thi Hàm đã từ bỏ quyền nuôi con chưa? Tôi phải thông báo chuyện này rồi. Tôi muốn đợi sau khi lấy được đơn ly hôn thì mới mở họp báo. Cũng chỉ là quyền nuôi con thôi chứ gì đâu. Cho cô ta tí tiền không phải là xong rồi à? Nhưng thứ Lạc Thi Hàm cần lúc này không phải tiền mà là con. Không cần tiền. Cứng quá nhỉ. Cô ta lấy gì để tranh với chúng ta chứ? Con cũng muốn biết. Lâu lắm không gặp cháu trai ngoan của bố rồi. Nói với Túc Túc ngày mai bố sẽ đến thăm nó. Vâng. Alo, Lạc Thi Hàm, ngày mai bố tôi muốn gặp Chiến Túc. Hôm nay cô đưa thằng bé về đây đi. Biết rồi.
Túc Túc, ông nội muốn đến biệt thự bên biển gặp con. Chiều nay, mẹ đưa con về chỗ bố nhé. Ông nội Chiến Túc là ông nội con sao? Đúng vậy, mẹ ơi, con chưa từng gặp ông nội. Con có thể đến nhà bố gặp ông nội thay Chiến Túc không? Cái này phải hỏi ý kiến của Túc Túc. Mẹ ơi, cứ để Hàn Bảo đi gặp ông nội đi. Được. Vậy chiều nay, mẹ sẽ đưa Hàn Bảo đến chỗ ông nội. Ông nội, cháu trai, sao hôm nay cháu nhiệt tình với ông nội thế? Nào, đưa bao lì xì của cháu trai tôi đến đây. Của cháu cả đấy. Túc Túc, lì xì ông nội cho cháu, mau cầm lấy. Ông nội, cháu không cần lì xì. Cháu biết lì xì ông nội cho cháu có ý gì không? Tiền ông nội cho cháu không cần cố gắng, vẫn có thể sống trong biệt thự. Mua xe sang, muốn làm gì thì làm nấy. Cháu biết nhưng tại sao lại không cần chứ? Cháu không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Tại sao? Bố từng dạy cháu phải biết phấn đấu. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải dựa vào chính mình. Hàn Tước, con dạy con tốt lắm. Là do bố dạy tốt. Túc Túc à, ông muốn nói chuyện với bố cháu. Cháu tự chơi một lúc được không? Ôi, Hàn Tước, gần đây bệnh của Túc Túc thế nào rồi? Từ sau khi Lạc Thi Hàm đến, thằng bé hoạt bát vui vẻ hơn hẳn. Lạc Thi Hàm quan trọng với Túc Túc vậy sao? Đây có lẽ là sự vĩ đại của tình mẹ. Nếu đã như vậy, con có từng nghĩ sẽ phục hôn với Lạc Thi Hàm không? Không có. Con đó, con vẫn còn nhớ Nghiêm Tranh Linh phải không? Cô ấy là người con yêu, sao con có thể quên cô ấy chứ? Người đã mất rồi, con không thể cứ sống mãi trong nỗi đau mất đi nó được. À, lúc trước bố nghe nói, con muốn kết hôn với con gái nhà họ Bạch, có chuyện này sao? Vâng, con định tìm một người để chăm sóc Túc Túc. Nhưng Túc Túc lại không thích, nếu con kết hôn là vì con trai, vậy chi bằng quay lại với Lạc Thi Hàm đi. Bố cô ấy đã tái hôn rồi. Gì? Vậy cháu ngoan của bố phải làm sao? Con sẽ dạy dỗ nó thật tốt, con rảnh à? Trên lầu có tiếng gì thế? Hàn Tước, con đi xem thử đi. Vâng. Túc Túc, nói cho bố biết đã xảy ra chuyện gì. Vỡ mớ đồ này ít nhất phải mất vài chục tỷ nhỉ. Con tự thu dọn đi. Hình như bố rất giận. Có phải bố không thích mình không? Cậu chủ, không thấy cậu chủ nhỏ đâu cả. Cô nói gì? Lẽ nào nó đi tìm Lạc Thi Hàm sao? Xin chào, số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Hàn Bảo, chẳng phải hôm nay con đến nhà bố sao? Sao lại về một mình thế? Mẹ ơi, bố không thương con. Sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Con vô tình làm vỡ đồ sứ của Túc Túc. Hình như bố rất giận nên đã phạt con dọn phòng. Cái tên Chiến Hàn Tước này đang giở trò gì thế? Có phải bố không thích con không? Hàn Bảo, hôm nay con dùng thân phận của Túc Túc đến nhà bố, đúng không? Vâng, con xem. Vậy chắc chắn bố nghĩ người làm bể đồ là Chiến Túc. Người mình phạt cũng là Chiến Túc, chứ không phải ghét con. Vậy bố không phải giận con? Tất nhiên rồi, có lẽ bố hơi nghiêm khắc với trẻ con. Không hiền như mẹ, nhưng bố vẫn rất thương con. Con hiểu rồi mẹ, sau này lớn lên, con nhất định sẽ kiếm tiền trả cho bố. Mẹ có thể nói với bố không? Được, mẹ nhất định sẽ nói với bố. Con đi mở cửa. Túc Túc là con trai anh, nó chỉ vô tình làm vỡ đồ thôi, anh có cần phải phạt nó thế không? Nếu tôi không phạt nó như vậy thì nó sẽ không ghi nhớ. Hình phạt này của anh quá nặng. Túc Túc là con trai, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng cô lại giở trò chia rẽ quan hệ giữa bố con tôi. Bụng dạ khó lường, trong lòng anh tôi là người đâm bị thóc chọc bị gạo. Giở trò chia rẽ sao? Không phải sao? Tôi không muốn cãi với anh, nếu Chiến gia không biết nuôi con thì giao quyền nuôi Túc Túc cho tôi đi. Không thể nào, Túc Túc về nhà với bố nào. Bố ơi, con muốn ở với mẹ. Anh thấy chưa Chiến gia, thằng bé không muốn về cùng anh.
Túc Túc, nếu con về cùng bố, thì bố sẽ để Lạc Thi Hàm tiếp tục làm giúp việc ở nhà mình. Và dẫn theo Đồng Đồng, tôi rất giống người giúp việc sao? Không giống sao, nếu Chiến Gia thật sự muốn tốt cho con, thì không nên đưa ra đề nghị thế này. Cô không có tư cách phủ định quyết định của tôi. Nếu tôi coi tôi là người giúp việc, thì quyền dạy con của tôi sẽ bị tước đoạt. Một cô gái quê như cô, hoàn toàn không có tư cách dạy con tôi. Tôi có thể dùng thân phận mẹ bọn nhỏ sống ở nhà họ Chiến, để chăm sóc cuộc sống Túc Túc, và chi trả tiền thuê nhà cho anh. Nếu cô đi hỏi thử tiền thuê biệt thự Hải Thiên, thì cô sẽ không đưa ra yêu cầu hoang đường này đâu. Chiến Gia ra giá đi, 300 triệu một tháng cô trả nổi không? 300 triệu, một phòng. Được. Tôi có thể nợ đỡ một thời gian không? Đợi tìm được việc tôi sẽ trả tiền cho anh. Được. Lãi 30%, gian thương. Cô nói gì? Chiến Gia rất tốt bụng, tôi xin cảm ơn trước. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến, phiền Chiến Gia chừa cho tôi một phòng. Túc Túc, ngày mai mẹ sẽ đến nhà chăm sóc con, về với bố nào? Mẹ ơi, con không muốn đi. Chiến Gia, anh đợi chút. Tôi cần làm công tác tư tưởng cho Túc Túc. Túc Túc, Hàn Bảo không muốn về nhà cùng bố. Con bằng lòng về nhà với bố không? Ngoan ghê. Bố, Túc Túc con không giận bố nữa sao? Tại sao phải giận bố? Không giận là tốt đi thôi. Bố sao thế? Sao quần áo của con lại khác lúc nãy thế? Lâu lâu Túc Túc sẽ ở chỗ tôi, nên tôi đã mua cho nó vài bộ đồ để thay. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Nếu không có gì thì anh mau đưa Túc Túc về nhà đi. Sao cô lại vội vàng đuổi tôi đi thế? Lẽ nào cô làm gì sai trái nên trột dạ à? Anh đang nói gì thế? Tôi chỉ sợ anh quấy rầy Hàn Bảo nhà tôi nghỉ ngơi thôi. Đúng nhỉ, kể ra thì tôi chưa từng gặp Hàn Bảo nhà cô. Thằng bé ngủ rồi, vừa hay dẫn nó ra gặp tôi chút đi. Tôi nói nó ngủ rồi. Tôi không làm phiền nó nghỉ ngơi, tôi chỉ nhìn nó chút thôi. Này! Này! Không được đi! Tại sao không thể gặp? Lẽ nào nó có gì không thể gặp người khác sao? Bố, con buồn ngủ, con muốn về nhà ngủ. Được, về thôi. Mẹ ơi, bố đi rồi sao? Đi rồi, Hàn Bảo. Sao con không muốn về nhà cùng bố? Con giận bố à? Không phải, hôm nay con làm sai nên con không dám gặp bố. Đứa bé ngốc. Bố. Nó là Hàn Bảo, Chiến Gia, Lạc Thi Hàm. Thì ra cô sinh cho tôi hai đứa con, anh biết không? Nếu anh gặp Hàn Bảo, đừng nói là 65 tỷ, dù là 650 tỷ. Anh cũng sẽ bỏ tiền ra thôi. Sao cô dám bắt con tôi đi? Nó cũng là con trai tôi, sao lại là bắt đi chứ? Hàn Bảo. Bố. Hàn Bảo, bố có lỗi với con. Lúc trước bố không biết đến sự tồn tại của con. Bố không làm tốt trách nhiệm của một người bố. Sau này bố nhất định sẽ bù đắp cho con. Bố ơi, thật ra chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Ông nội, Túc Túc, sao hôm nay cháu lại nhiệt tình với ông nội thế? Chiến Túc, hôm nay con sao thế? Con đang làm nũng à? Bố ơi, con biết bố tốt với con nhất. Con muốn gì bố cũng đồng ý đúng không? Lúc trước Chiến Túc lúc lạnh lúc nóng, không phải do tâm thần phân liệt, mà là do hai đứa đổi thân phận. Vâng, đứa nhóc hoạt bát đáng yêu là Hàn Bảo đúng không? Lạc Thi Hàm, tôi rất cảm ơn vì cô sinh cho tôi hai đứa con trai. Nhưng tôi chắc chắn sẽ giành quyền nuôi con. Bố có thể chọn con hoặc Chiến Túc ở bên bố. Nhưng một trong bọn con bắt buộc phải ở bên cạnh mẹ. Hàn Bảo, là anh em thì nên lớn lên cùng nhau.
Bố ơi, bố không được khiến con và mẹ chia ly. Chiến gia, hãy trả Hàn Bảo lại cho tôi. Hàn Bảo, con muốn rời xa bố không? Bố ơi, bố có thể tái hôn với mẹ, như thế thì bố sẽ không đánh mất cả con và Túc Túc rồi. Lạc Thi Hàm, ý của cô thì sao? Vì để không làm người xấu trước mặt bọn trẻ, anh lại ném vấn đề khó này sang cho tôi. Tôi đang hỏi ý của cô. Chiến gia, tôi sẽ không làm lại việc chủ động từ bỏ quyền nuôi con như 5 năm trước nữa đâu. Huyết mạnh của nhà họ Chiến tôi không thể thiếu một ai cả. Bố ơi, không phải bố vừa nói là để mẹ đến nhà chăm sóc con sao? Được. Lạc Thi Hàm, ngày mai dẫn theo con gái của cô tới nhà tôi. Chăm sóc hai đứa nó. Nếu muốn ăn trưa thì tự đi mua đồ đi. Chợ ở đối diện đường đấy, đi bộ 15 phút là tới. Nấu được bát mì mà cũng dám nói là bản thân biết nấu ăn. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là chấu tốt. Hàn Bảo, Đồng Đồng, Túc Túc ăn mì đi. Đồng Đồng, có phải là cháu không thích ăn mì không? Vâng ạ. Wow! Là pizza. Một cái pizza mà làm lố. Cơm là dùng để ăn. Mẹ ơi, con có thể chia cho bố nữa không? Đương nhiên là được rồi. Nếu như anh ta chịu ăn. Bố ơi, bố ăn thử đi. Pizza mà mẹ làm thật sự không giống với pizza mua ở bên ngoài đâu. Thật sự rất là ngon. Thế nào ạ? Cũng được. Chiến gia, pizza có ngon không? Không ra sao cả, dù sao thì anh cũng đã ăn rồi, vậy thì phải trả tiền. Bao nhiêu? 3,5 triệu, cô thừa nước đụng thả câu đấy à? Chiến gia, anh là nhà đầu tư. Chắc cũng hiểu giá cả thị trường phụ thuộc vào quan hệ cung cầu chứ nhỉ? Pizza của tôi cả thế giới chỉ có một cái, cung không đủ cầu, nên giá 3,5 triệu không quá cao nhỉ? Cô học kinh tế cũng khá là giỏi đấy. Lạc Thi Hàm, dọn của tôi luôn đi. Tại sao chứ, tôi cũng chẳng phải là giúp việc của anh. Sau này cô nấu cái gì tôi ăn cái đó. Tôi còn sẽ trả cho cô một khoản thù lao nhất định nữa. Một tháng 70 triệu. Ngoài ra, còn có thời gian nghỉ nhất định. Chốt. Ây. Túc Túc. Túc Túc, con sao vậy? Con sợ. Đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Nào. Lạc Thi Hàm, sao cô lại ở trong phòng của Chiến Túc? Đừng có đề phòng tôi như phòng trộm vậy. Tối qua thằng bé gặp ác mộng, người làm bố như anh chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đi nấu cơm đi. Túc Túc, sao con lại gặp ác mộng nữa rồi? Túc Túc, có phải là con có tâm sự gì không? Bố ơi, mẹ và mọi người có rời xa chúng ta nữa không? Túc Túc, chỉ cần con không muốn, thì họ sẽ không rời xa con đâu. Ăn nhiều thực phẩm chiên xào sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bọn trẻ. Sau này tôi không muốn nhìn thấy bữa sáng thiếu suy nghĩ thế này nữa. Chiến gia, sữa đậu nành và bánh quẩy là bữa sáng dinh dưỡng điển hình. Vừa rẻ vừa chất lượng, tại sao lại không thể ăn chứ? Lạc Thi Hàm, đừng quên tôi là người thuê cô. Tôi có quyền yêu cầu cô được làm cái gì, không được làm cái gì. Chú ơi, nếu như chú không thích ăn thì có thể không ăn. Sẽ không có ai ép chú cả. Mẹ cháu đã bao giờ nói cho cháu biết là ăn không nói, ngủ không tiếng chưa? Vậy tại sao chú cứ nói liên tục vậy? Tôi đã liên hệ với nhà trẻ mới cho Chiến Túc và Hàn Bảo rồi. Vậy học phí là bao nhiêu? Tuy rằng nuôi dưỡng con cái là nghĩa vụ chung của chúng ta,
nhưng nể tình cô cũng khó khăn. Tôi có thể miễn trừ tất cả nghĩa vụ của cô đối với bọn trẻ. Học phí, chúng ta mỗi người chịu một nửa. Anh yên tâm, cho dù tôi có phải moi thận bán máu, thì cũng không để anh lấy đi nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái của mình đâu. Nếu đã vậy thì, học phí là 3,5 tỷ cô lấy ra đi. Đắt vậy, một đứa 3,5 tỷ, hai đứa là 7 tỷ. Cô và tôi chia đôi, không ý kiến gì chứ? Không phải, có nhiều nhà trẻ như vậy, sao anh nhất định phải chọn một chỗ đắt như thế chứ? Đắt như thế cũng chưa chắc đã tốt mà, đừng viện cớ cho sự vô dụng của bản thân. Được, tôi sẽ nghĩ cách xử lý chuyện học phí, nhưng mà anh có thể giúp tôi một việc không? Hãy để Đồng Đồng vào học cùng một nhà trẻ với Hàn Bảo và Túc Túc. Những đứa trẻ không phải là con của chủ biệt thự Hải Thiên, không thể vào học ở nhà trẻ của khu vực. Chiến gia, cầu xin anh đấy, cho dù cho Đồng Đồng vào học ở nhà trẻ Hải Thiên được, vậy còn học phí của con bé thì sao? Cô lại tới vay mượn tôi sao? Anh chỉ cần nghĩ cách để Đồng Đồng vào nhà trẻ học là được rồi. Còn học phí, tôi sẽ nghĩ cách gom góp. Được, để tôi xem cô có thể nghĩ ra được cách gì. Hôm nay em gái rất xinh, cảm ơn anh. Cô bé này đúng là dễ thương thật, chỉ là không hợp với tôi. Nếu như ngày nào cũng ở cùng với tôi, thì không biết là sẽ chọc tức tôi giảm mất mấy năm tuổi thọ nữa. Chú ơi! Hình như có một đứa con gái như thế này, thì sống ít đi vài năm cũng không vấn đề gì. Hôm nay cô tới tìm tôi để mượn tiền phải không? Vậy tại sao cô lại không tự mình mở lời đi, lợi dụng một đứa bé để đạt được mục đích của mình? Cô cũng vô liêm sỉ quá rồi đấy. Đi thôi, chúng ta phải đi học rồi. Cô có thể yên tâm về chuyện học phí của Đồng Đồng. Tôi sẽ nộp học phí giúp cho con bé, không cần anh phải bận tâm tới học phí của con gái tôi đâu. Anh, em điều tra ra một chuyện rất kỳ lạ. Nói đi, em đã điều tra toàn bộ tài liệu của Lạc Thi Hàm từ khi sinh ra cho tới hiện tại. Nhưng toàn bộ ghi chép có liên quan tới chị ấy đều dừng lại ở 7 năm trước. 7 năm trước? Năm Tranh Linh gặp tai nạn xe. Vâng, em còn điều tra ra, 7 năm trước Lạc Thi Hàm cũng gặp tai nạn xe. Thời gian và địa điểm cũng khớp với vụ tai nạn của chị Tranh Linh luôn. Cái gì? Trùng hợp đến vậy sao? Đúng đấy, em cũng cảm thấy rất trùng hợp. Hơn nữa, anh không cảm thấy tính cách của Lạc Thi Hàm bây giờ càng ngày càng giống với chị Tranh Linh sao? Anh nói xem, có phải chị ấy là... Rốt cuộc em muốn nói gì? Anh đã xem phim Xuyên không chưa? Em nghi ngờ Lạc Thi Hàm đã chết trong vụ tai nạn đó rồi. Còn người trong cơ thể của Lạc Thi Hàm hiện tại chính là linh hồn của chị Tranh Linh. Chiến Phượng Tiên, em đừng có ở đó mà ăn nói linh tinh nữa. Lạc Thi Hàm làm sao có thể so sánh với Tranh Linh được chứ? Cô ta miệng đầy dối trá, thô tục quá quắt. Nhưng Lạc Thi Hàm bây giờ có kỹ thuật mạng đỉnh cao. Chị ấy thậm chí còn biết cả thuật ngụy trang. Những thứ này đều là những kỹ năng mà chị Tranh Linh từng có. Hơn nữa, đừng có úp úp mở mở. Đồng Đồng cũng là con gái của anh và Lạc Thi Hàm. Năm đó, Lạc Thi Hàm mang thai ba, mà Đồng Đồng chính là đứa bé nhỏ nhất trong ba bào thai. Cái gì? Sao em không nói chuyện này cho anh biết sớm hả? Tại em sợ anh sẽ tranh giành con với Lạc Thi Hàm. Bây giờ em suy đoán chị ấy chính là chị Tranh Linh, nên mới dám nói với anh. Vậy nếu như cô ta thật sự là Tranh Linh, vậy thì những chuyện mà anh đã làm với cô ta những năm qua, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Đúng là rất tàn nhẫn, nhưng tình yêu mà chị ấy dành cho anh không hề thay đổi. Anh à, chị ấy vẫn luôn chờ đợi anh, là sự lạnh lùng và từ chối của anh khiến cho chị ấy không dám tiến tới. Bây giờ, đã đến lúc anh bù đắp lại cho chị ấy rồi đấy. Lạc Thi Hàm, cô là Tranh Linh sao? Tranh Linh. Tranh Linh, tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước đây, vậy cô làm việc đi. Đứng lại, cô là Nghiêm Tranh Linh. Chiến gia, anh đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu. Em còn diễn nữa sao, anh vừa mới gọi tên em thì em đã quay đầu lại rồi. Tôi, nói cho anh biết đi, em có phải là Nghiêm Tranh Linh không? Nếu như tôi nói rằng tôi chính là Nghiêm Tranh Linh, thì anh có tin không? Nếu như là trước kia thì anh sẽ không tin.
nhưng dựa theo việc em càng ngày càng giống cô ấy, thì anh tin rồi. Cho dù anh có tin hay không, thì bây giờ thân phận của tôi là Lạc Thi Hàm. Cho dù em có thân phận gì, thì người mà anh yêu vẫn luôn chỉ có một mình em. Nghiêm Tranh Linh. Vậy tại sao anh lại không nói sớm cho em biết chứ? Em tưởng là anh sẽ không tin vào việc tái sinh, nên vẫn luôn không dám nói cho anh biết thân phận của mình. Xin lỗi em. Anh còn truy sát em, xua đuổi em, còn tranh giành con với em nữa. Đến cả con gái em mà anh cũng ghét. Xin lỗi em. Là sự cố chấp của anh đã khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Cũng chính là tại anh đã khiến em phải sợ hãi, còn liên lụy đến các con nữa. Xin lỗi em. Đồ xấu xa nhà chú lại bắt nạt mẹ của cháu, đánh chú, đánh chú. Đồng Đồng. Mẹ ơi. Đồng Đồng đừng sợ, bố là bố con đây. Đồng Đồng, mau gọi bố đi. Con không thể gọi chú ấy là bố, chú ấy sẽ cướp con khỏi mẹ. Sẽ không đâu. Bố sẽ kết hôn với mẹ. Sau này hai anh cũng sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Gia đình năm người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Có được không? Được ạ. Được ạ. Ia, bố mẹ cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi. Cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau nữa rồi.